Hay là không có được ăn có học không nè? Có. Không có cái mặt nhỉ? Tại em không gỡ luôn kìa. Tốt, bổ sung cho cô, cho còn mấy em nào mới vô cho cô điểm danh nè cô. Cô nhớ mặt em mốt cô biết từng em một nó mổ làm sao không? Mình qua tới cái phần tiếp theo là cái phần thừa gia vị. Đây là cái phần mà nó cần cái sự tính toán các em, và cái ví dụ cụ thể luôn. Bây giờ ở đây là mình thừa gia vị, tức là mình thừa gia vị trên. Cái phần mình đang học tới gia vị trên trước nha. Thừa gia vị trên còn ở dưới nữa. Bây giờ mình làm bài này nó hơi dài, kéo dài một chút xíu. Cái bài nó đi tới giữa hai việc, một cái là mình đang mổ bằng dao thường với một cái mổ bằng dao laser. Thành ra cái bài laser thì cô sẽ nhắc lại về cái cách sử dụng máy laser thôi. Còn cái phần này là tất cả đều giống như dao hết. Em sử dụng dao thường hoặc em sử dụng dao laser nó đều một cái cách, tức là cái cách mà lên kế hoạch đó, tức là mổ của mình, cái plan của mình đó, để mà mình có một cái kế hoạch cho bệnh nhân. Thì khi mà bệnh nhân thừa da thì có hai cái các em phải có phân biệt, là thừa da bên trên mà là dưới 1 cm chiều cao á, và trên 1 cm nha. Thì nếu mà trên dưới 1 cm thì chúng ta sẽ là có hai vấn đề. Chúng ta là phẫu thuật tại chỗ, tức là tại mí á, phẫu thuật tại mí. Rồi thứ hai là nâng cung mài, phẫu thuật nâng cung mài. Round lip, tức là khi mà mình định hình ra, mà cái này á mình phải để đo đạt làm sao để mình biết là nó là trên 1 cm hoặc dưới 1 cm, thì mình phải biết cách đo nha. Chứ không phải là mình tự nhiên mình nhìn vô nói ô cái này 1 cm, bây giờ mình cho là chỉ có cắt thôi, không có nâng cung mài được. Còn nếu mà trên 1 cm thì chúng ta chỉ có một đường duy nhất là phẫu thuật tại mí. Còn nếu mà các em muốn, mấy em muốn làm nâng cung mài thì mấy em phải qua hai lần nâng cung mài nha. Cho nên đó là cái đó là cái trường hợp mà cộng trừ các em muốn làm thì làm, nhưng mà nó không phải là một cái phẫu thuật hoàn hảo. Một phẫu thuật hoàn hảo cho em chỉ làm một lần một thôi. Còn nếu mấy em muốn làm hai lần thì mấy em làm phẫu thuật nâng cung mài này nè vẫn được, nhưng mà chúng ta là phải nâng hai lần, bởi vì một lần nó không có đủ cho 1 cm này. Nó không đủ cho cái chuyện mà nó cao quá, nó trên 1 cm này mà mình lại đi nâng cung mài thì nó thiếu. Cho nên đó là nâng cung mài em sẽ tiến hành có hoặc không, tức là có thể là mấy em làm thì phải làm hai lần nâng cung á. Chứ mấy em nói với bệnh nhân là mấy em nâng một lần là xong á là nó kiện em á, tại vì xong lần xong nó còn sót lại, mí vẫn còn thừa da, nó còn xa cái da mi xuống. Cho nên đó là mình sẽ tiến hành cái này là cái ngoại lệ, cho nên là các em muốn làm thì làm chứ không ai làm được. Thế thì như vậy á, là mình đã làm cái thừa da bên trên này nè. Thế nào là định nghĩa của nó là 1 cm. Mấy em bằng cái nào, cách nào mấy em đo được cái 1 cm đó, thì như vậy đó là cô sẽ chỉ cho em cách đo, tức là chúng ta tính cái khoảng cách của cái thừa da mi đó đạt được trên 1 cm hoặc dưới 1 cm. Tức là cái đầu tiên hết là chúng ta phải đo từ ở giữa của cái da mi vào, ở đây là bờ sụn mi, mà bờ trước sụn á, tức là bờ có lông mi á, chúng ta tạo một cái điểm đầu tiên nha. Cái điểm thứ hai là khi nếp da nó trùm xuống thì cái ngấn mi này nè, ngấn da này nè, nó xếp thành một nếp da, nó xếp thành một nếp da, thì các em chấm ở trên cái đường của nếp da đó một chấm. Sau đó chúng ta bảo bệnh nhân nhìn xuống. Khi bệnh nhân nhìn xuống thì cái đoạn này nó sẽ giãn ra nha. Cái đoạn này nó giãn ra, cái đoạn này nó giãn ra nè. Thì khi mà nó giãn ra đó, mà khi bệnh nhân nhìn xuống á, thì nó sẽ lộ ra cái đường của
đường mí đôi. Khi nó lộ ra đường mí đôi thì cái nếp nếp mi này nó giãn ra rồi, thì lúc đó là em sẽ chuyển cái điểm này nè lên cái điểm của cái nếp mí đôi đó, là ở trên này á, là cái nếp da nó thẳng ra, mà cái điểm chấm của em hồi nãy chấm cho nếp da gấp này nè, thì cái nếp da gấp này nó giãn ra rồi á, thì cái điểm chấm nó chuyển lên đây, cái điểm này của mình ngay bờ mi này nó chuyển lên cái đường mí đôi, thì lúc đó là em sẽ nhìn lên cho nó đó, làm em nhìn ở đây đó là đoạn này là cái đoạn thừa. Bây giờ đây đây một em lên coi ví dụ. Đây anh nhìn thẳng đi chó, có cây cây thì biết cũng được. Đây nè, nhìn xuống này, nhìn thẳng đi, nhìn thẳng đi. Ở đây là nếp lớp da nè, đang nằm đây, thì cái điểm của mình nó là nằm đây nha, điểm của nếp da nè, đỉnh của nếp da này nè, điểm nếp gấp này nè đó. Khi đây là mình chấm em điểm ở đây, em nhìn xuống đây, điểm đây điểm bờ bi phải không, nhìn xuống đó, thì cái điểm chấm mình nó đang nằm đây rồi, thì cái đường nếp da mình nó đang nằm đây, hiểu không? Đây là cái đường mí đôi, cổ đang nằm đây, thấy không, thấy nét mí đôi chưa? Mọi người có nhìn thấy nét mí đôi chưa? Nhìn xuống nè, em nhìn lên đi, nhìn không thì nhìn lên, nhìn thẳng trước mặt nè, cái điểm này nó, em đang chấm đây, em chấm đây rồi, em nhìn xuống, cái điểm chấm của mình nó chạy lên chỗ này nha. Thì cái điểm hồi nãy là cái bờ mi với lại cái điểm gấp nó gần nhau phải không, thì mình là lấy trên cái này là trên cái này mình níp cái đầu cái cổ nó đang hàng lên nè, thì mình đo đến cái điểm chấm này của mình, đó là cái đoạn thừa nha. Bây giờ đó, cái đoạn thừa này được đo đạt á, là nó sẽ còn căn cứ vào ở trong cái nếp mà da nó là nó lỏng nhiều ít. Ví dụ như cô này, khi mình cầm lên đó, mình thấy cổ còn cái nếp da nó còn, da nó còn chắc chắc á, thì như vậy là em cộng một một ly á. Còn nếu mà da này nó lỏng quá, em phải cộng hai, để khi mà mình lấy á, cứ là nhìn xuống, khi mà mình lấy á, thì cái đoạn này nè, cái đoạn này á là cái đoạn da thừa, nhưng mà do cái độ nhão của da nữa, biết không, thì em phải cộng thêm, thì là khi đó thì cái nếp nó sẽ lên ở trên được chút xíu. Còn nếu mà nó không có độ lỏng da gì hết á, thì là mình quyết định bình thường, từ cái nếp mi lên tới cái chỗ nãy mình chấm, nhìn xuống đây, nhìn thẳng đây là cái đỉnh da nè, cái đỉnh gấp đây nè, ngay đây mình chấm cái rồi nhìn xuống đem đó, thì nó nằm trên này, thì lúc đó nó là mình tịnh tiến cái điểm này, là cái điểm mà nãy mình thấy nó sát cái gấp da với lại cái bờ mí sát ngang, thì mình chuyển nó lên đây nha mấy em. Nếu mà em mấy em không tính cái đường nếp này chuyển lên, thì mấy em vẫn tính là nếp gấp da cũng nếp mí đôi cũng được, nếp đôi cũng được, rồi xuống đó, nó lòi nếp mí đôi ra, thì trên này cái điểm chấm của mình, cái đỉnh nếp da đã nó gấp lại á, là ở trên này. Cô này có hơi lỏng lẻo chút xíu, không nhiều lắm, thì mà em cộng một, mình đo từ đây ra đây không đó, từ cái chỗ nãy mình chấm thì mình thêm cộng một nữa, thì là như vậy á, là nó sẽ thêm một chút xíu nữa nha. Đã gì hiểu không, tức là cuối cùng cái đường mà để mình biết rằng đó là ở đây á là thừa da bao nhiêu nha, thừa da bao nhiêu thì mình đo chỗ này á, là mình coi mình tính như vậy á, dù chẳng hạn đây là 8 ly nha, da nhão mình cộng thêm, đây là 9 ly mình cộng thêm ngay từ cái chỗ mình chấm mình á lên 1 ly nữa, còn nếu mà nó nhão quá thì ở đây nó phải lên là 10 ly, hiểu không? Thì ở đây mấy em đo thì hiểu không? Thì ở đây mấy em đo tất cả nó là độ da thừa đó là 3 điểm, một điểm ở giữa của khe bi, tức là ở đây là khe bên trong ra ngoài nè, thì mình đo giữa. Điểm thứ hai là mình đo ở ngoài gần khe bên ngoài nha, là từ đây cũng lên cái chỗ cái điểm chấm đó, mình chấm một điểm ngay chỗ cái chỗ mà nếp gấp da đó, mình chấm một điểm nữa, thì ở trên này các em cũng đo được cái độ này, ở trong này cũng vậy đó, các em cũng đo được cái độ này là độ thừa da ở các góc. Tại vì sao phải đo ba điểm, bởi vì ba điểm này có khi nó khác nhau, nó không có thừa giống nhau nha. Ví dụ ở đây là 8 ly, ở đây nó có là 7 ly, 6 ly gì thôi, nhưng mà ở đây nó lên tới, nó thừa ra tới là 8, 9 ly gì đó, nó không đều nhau, em hiểu không? Cho nên đó là, thì khi mà mình đó, mình vẽ đường vẽ mình đó, mình sẽ căn cứ vào cái chỗ đoạn da thừa này, hiểu không? Cái khi mà mình vẽ ra đó thì là như vậy, cái đường điểm đầu tiên của mình để mà mình cắt da đó là sẽ được đường theo đường nếp gấp da của mí đôi, nó đã có nha, là điểm thứ nhất.
ở đây cái đuôi này á là mấy em xem, nếu mà cái đuôi này nó tách rời là mấy em vẽ tách rời nha, nó khép thì mấy em vẽ khép nha, nếu mà nó khép quá thì mình vẽ khép vô, còn nếu mà nó tách rời ra thì mấy em vẽ tách rời ra đó vậy đó. Nha, nó ở trên cái bi cũ của nó sao vậy, y chang vậy, chứ không phải người ta đang cái chỗ cái điểm da thừa của người ta ở cái điểm nếp gấp của người ta ở đây, nó đang ở ngoài này, tự nhiên mình đem mình vẽ rác sát ở đây là không phải nha. Còn nếu mà nó đang ở trong này mà tự nhiên mình vẽ rời ra là không đúng, mấy em có vẽ rời ra nó cũng khép lại nha, nhưng mà nó đang rời ra mà người ta không chịu quá mà em vẽ khép lại là khi mổ xong á là nó khép á, nó khép người ta không chịu mất trần á, có hiểu không, có hiểu không? Nếu mà nó đang là rời dày em có khép lại á thì sau khi xong á là nó khép, nhưng mà nếu mà trường hợp mà nó khép mà em giả rời ra vậy á, sao mổ xong nó vẫn khác, em có hiểu không? Tại vì do cái kia đó là nó rời ra, em giả nó khép vậy, khi em khâu vô sâu á thì nó tạo sẹo mới, thì cái đường này nó không tách ra nữa mà nó sửa chui vô trong, thành ra cái nếp nó cũng khe mi á, để mình muốn tạo cái nếp này đó, nhiều người ta đầu vậy nè, thì em phải em nó đang dày, tao thích dày, tao thích rời dày, tao thích nó khép lại, thì em phải đưa cái mũi kim vô cho góc này để em khâu tạo sẹo mới cho nó, thì khi nó đã nó dúng chỗ đó lại rồi á thì là như vậy á, là sau khi mổ xong rồi sẽ mất cái này, hiểu không? Còn nếu như mà em có nó đã có sẵn cái giày rồi mà em có vẽ ra giày nữa đó, sau khi mổ xong nó đã hình thành cái sẹo của do cái chân mà cô nói, cái chân của cái cơ lồng đan mi á, nó đã đi ra đó rồi, nó đã tạo nên một cái chỗ cái chân gấp nó rồi, thì dù như em có tách ra nữa nó cũng quẹo lại, có hiểu ý cô nói không? Hiểu rồi gì không? Có tách chất máy cũng gọi lại đó, cho nên nó là tùy theo mình nha, nó là nằm sát vậy thì mình vẽ sát vậy, không cần vẽ sát cái góc khe đâu, nguy hiểm lắm, em vẽ vẽ hơi vậy thôi là tự động nó cũng quẹo lại nữa, khi em khâu chỉ là tự động nó cắt lại cái nếp mà thường mình vẽ đó, mình vẽ vô trong vậy chút thôi đó. Rồi thế thì đường vẽ thứ hai, giả dụ như đây là cái đây là trên 1 cm nha mấy em, đoạn này mấy em là trên 1 cm, trên một bằng 1 cm thì đó là như vậy á, là mình đó là sẽ phải phẫu thuật tại mí, thì khi mà cái đường này cô nói với em rồi, ở đây là cái đường cuối cùng để mình biết là cái da thường nó lấy nè, ở đây á là nếu chẳng hạn nó là 10 ly thì mấy em phải cộng thêm 1 do da nó nhão, thì cái điểm này là mấy em có 1 điểm rồi đó, ở góc này nó không còn là 10 nữa mà nó là có 7-8 thì thôi, thì khi mấy em quẹo đô đường này thì ở điểm này mấy em kéo lên nó 7-8 thì mấy em kéo xuống, khi em kéo xuống để cho em lấy cái da này ra thì em phải quanh cái vòng chứ không ai mà đo đủ cái đó, nó là đủ cho 7-8 ly nha, khi em kéo xuống rồi á thì cái chỗ này á ví dụ nó 7-8 ly thì cái bụng của nó có thể 7-8 ly, tức là nó đi lại nè, khi em bẻ cái đầu nó lại á thì cái đầu nó phải cong vậy chứ không ai đi cái đầu sát rạc vậy đâu, sát rạc như vậy chỉ dùng cho những trường hợp mà mổ bí thường của em, như mí đôi mí một bí á mà nó không có thừa da gì hết trơn á, em muốn tạo cho nó một cái đường mí đôi á thì là em vẽ đường vậy. Xin lỗi mấy bữa tôi quên nói cái cách vẽ da thừa mấy kia, nếu mà mấy em trong trường hợp mí đôi á, một bí á mình muốn tạo cho nó thì mấy em làm đường song song với bờ mi ở đầu này á, ở đầu này á nếu mà em khép á thì mình vẽ khép luôn, mình kéo luôn, tại vì nó có những một đường thôi cho nên mình không có đầu không biết gì chơi á. Nếu như trường hợp mà mấy em cần mà như giống trường hợp hồi nãy cô nói á, trong những trường hợp mà kỳ trước á là nó có một bí lót với lại gì nữa quên rồi, bí nhiều nhất gì đó, mà mấy em cảm giác là cái da này nó cũng hơi dư, em đã lấy được 4 ly thì khi mình vẽ 4 ly á thì mấy em sẽ vẽ ngay cái khúc cuối này 4 ly mà tất cả đoạn này nó clip hết, nó clip hết, nó chỉ cần một cái đoạn cuối này 4 ly để mình không mất nhiều da thôi, ta hiểu không? Trong trường hợp mà nó là một bí mấy em không lấy được quá tối đa cái da thừa đó là 4 ly, mà cái 4 ly đó chỉ để dành cho cái bụng dưới cùng của nó, bụng này, cái bụng của khe ngoài á, chứ còn tất cả đoạn này mấy em đi lại hết, mấy em đi từ 1 ly cho đến nửa ly cho đến ra dành đến 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly, 4 ly là đoạn cuối nha. Trong trường hợp mình không có da thừa mà mình cần cắt để cho cái giáp mắt nó rộng ra
em hiểu không? Nếu muốn tạo mí mà muốn cắt cho rộng ra thì mình chỉ được phép lấy không quá 4 ly ở cái phần phần ngoài, còn lại tất cả phần trong là cứ đi từ không ly rưỡi cho đến một ly rưỡi, hai ly rưỡi, hai ly rưỡi cứ kéo ra vậy. Em hiểu không? Trong những trường hợp trước á, trong lần trước á mà mình muốn lấy thêm da đó, mình lấy thêm da để tạo dáng cho cái mắt á, chứ còn thật ra bệnh nhân là người ta không có cái da thừa rồi thì là mình cũng không được phép lấy thêm. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng mình muốn làm cho mắt ta nó hơi to hơi lớn chút xíu thì em không được phép lấy quá 4 ly cho cái đoạn ở cuối này, 4 ly. Rồi vì sao mà cái đuôi này của tôi nó đá lên vậy thì từ từ đây nè, bữa nay tôi sẽ dẫn giải nè, tất cả những cái kỹ thuật của mình á khi dẫn giải nó ở phần đầu và phần cuối nha. Còn tất cả nó kia là thông số em đã đo, mà em cứ theo đó mà em vẽ, có thể vẽ thẳng luôn ha, chấm vậy đó, chấm thì cũng được, hoặc vẽ thẳng luôn. Khi mấy em coi trên cái video đó, người ta có người vẽ đó, vẽ luôn một đường vẽ cong như vậy, hai là người ta chấm vậy, đấy là người ta lấy cái con số rồi sau đó người ta chấm để người ta quyết định người ta cắt, có hiểu không? Thì đây em muốn làm kiểu nào cũng được hết, chấm cũng được mà gạch cũng được. Thì ở trên đây cái bụng của nó là 10 ly, ở trên thì trường hợp mà có da nhão thì da nhão trung bình đó thì mấy em có thể cộng thêm 1 ly, nếu da nhão nhiều quá mấy em có thể cộng tới 2 ly nha. Da nhão nhiều quá thì cộng tới 2 ly để mà mình lấy hết trọn cái phần da thừa đó. Có đôi khi tụi tôi nhão quá lấy 3-4 ly đi, lấy nhiều vậy, tại vì nó nhão quá lúc em khâu lại á thì em sợ, nhưng thực tế là khi cắt ra xong thời gian sau da nó trung giãn ra rồi đó, cũng không sợ trời mí là giết gì chứ, là do da nó nhão nha. Cho nên đó là, nhưng mà làm gì làm mình cũng không quá 4 ly của cộng mình á, 4 ly cộng của mình ăn thua mình á, em mới đánh giá được da nhão nhão thì em cầm lên nhìn, em thấy trời cầm lên nó da nó rớt xuống, da nó rớt xuống, cầm nhiều người cầm da đó, mấy bà già đó cầm lên da nhão giết rồi, cầm lên nó xuống liền rồi. Cho nên mấy cái đó là mình có khi mình cắt đi mấy cộng 4, cộng 4 ly á, cộng dữ vậy đó. Tức là nói chung là em sờ và em thấy hết đó, là cái đoạn da đang kéo ra hết mà em thấy là nó còn nhão á thì mà cứ gì cắt, mình lúc đó mình sờ thấy nhão thì mình cứ cộng thêm, rồi tí xíu nữa lát mình rờ lại mình thấy cái da nó là nó đã tạo được cái dáng rồi thì mình đừng có cắt nữa, nhưng mà không được quá 4 ly, quá 4 ly cộng á đó. Đó thì ra đó, cái này đó tức là không quá 4 ly cộng rồi, từ 1 cho đến 4 ly đó. Rồi như vậy á là khi mình đo ở đây á là 10 ly đấy chẳng hạn, hay còn 7-8 ly thì mấy em đi đánh cái cung vòng á là mấy em phải đánh cung tròn này, và cái bụng này đó nó không thể nào bằng cái đúng cái kích thước mà mình đo ở trong khe này. Dù khe này mình đo là 6 ly đó, khi em đánh cái cung tròn xuống này thì chỉ cái cung em còn có 3-4 ly à, cái cung chỗ này nè, mà bắt buộc phải vậy thôi, không có cắt hơn được nha. Rồi đánh cung tròn này đó thì cái chỗ cung tròn này để cho mấy em dễ hiểu á là nó tùy theo độ nhão của chỗ góc này nè, nó nhão nhiều quá thì cho em nhìn thấy cái da nó phồng nó phập phìu á thì em có thể tăng ở chỗ đó bằng cái kích thước mà em đo, bắt buộc phải vậy thôi, không có cắt hơn được nha. Rồi đánh cung tròn này đó thì cái chỗ cung tròn này để cho mấy em dễ hiểu á là nó tùy theo độ nhão của chỗ góc này nè, nó nhão nhiều quá thì cho em nhìn thấy cái da nó phồng nó phập phìu á thì em có thể tăng ở chỗ đó bằng cái kích thước mà em đo nãy nó đang thiếu, nó đang thừa, bên sợ nó đang thừa đó. Thì em đo thì chẳng hạn nó phải đây 7 ly không, nhưng mà cái cung này của em nè, cung em em đánh tròn lại, nếu mà nó có thể nó xuống là 4-5 ly đó thì tùy theo cái chỗ đoạn da này nó còn cái độ nhão da đó thì em có thể lấy hết được. Nhưng mà làm sao để cái cung này nó không có dị hợm á thì là mình phải đánh một cái cung nó lại thế này, chứ không ai mà đánh em chấm vậy, chứ em chơi một tròn bự gì không có bán có đâu. Thường đó là mình phải móp lại, móp lại, chứ không ai mà đánh nguyên cái bụng này 7 ly, cái lấy luôn hết 7 ly ở đây cũng 7 ly luôn, không có ai được. Cho nên thường nó lại chỗ này á là phản xạ tự nhiên của mình là mình phải cho nó móp lại, nó thành những trái dưa leo rồi đó, kéo ra nó xuống thì chứ không phải là em tự nhiên kéo đây cẳng băng gì nó có đâu nha, đó một cục bự gì nó không ai làm gì chứ, nhìn nó nhỏ rồi đi ra đó. Rồi là cái đầu của khe trong, còn đầu ra ngoài này cái bụng này nó để tiếp tục đi đúng ly của nó nha em, đi đây nha, đây là 8 ly nè, 9 ly gì đó, mang lấy chỗ ngay đoạn này phải được cho đủ, còn cái đoạn này là mình sẽ trả bớt để cho đi ra tới đây là nó sẽ đủ 10 ly. Ở ngoài này em đo đó là cũng là 10 ly, nhưng mà 10 ly của em cộng thêm này 2 ly thì ở phía cuối này em vẫn đi tiếp tục da, nó chạy ra ngoài này, đi ra tới ngoài này, khi đến cái khe bên ngoài, đây là cái điểm lưu ý, khe bên ngoài là hai nếp xếp của khe bên dưới và khe bên trên. Thì cái đường này nè, cái đường này của em nè, là mấy em sẽ nhìn được cái lằn nếp xếp của cái khe.
em nhìn thấy cái khe đó nó có hai miếng ship nè, cái xếp của cái độ khe đó, cái xếp của độ khe đó thì em cứ nhìn nó khi họ nằm ngửa ra vậy nè, em sẽ thấy độ xếp của cái khe dưới nè nó đi lên, thì ở đây nè nó đi lên nè, thì cái chỗ đường mình nó sẽ song song nè, song song thế này đó, cái đường chết da của mình á ở phía cuối đuôi này nó phải song song với đường này thì mới đảm bảo là một lát của mình không bị đốt yên, không bị cái tay chó nha. Nhớ luôn lúc nào là cái chỗ này nè nó phải song song này, nó phải song song thằng này. Khi em nhìn cái khe đó, tại vì nhiều người họ xếp khe tùm lum hết trơn á, chứ không phải là giống nhau đâu. Khi em nằm xuống á thì cái khe của người ta như vậy đó, là cái khe này nó đang chết lên vậy, thì bắt buộc á, cái đường cuối đuôi này của em á là nó phải chết theo vậy đó. Hãy nó chết nhiều, nó chết lên nhiều thì chúng ta cũng phải cho nó chết nhiều lên đó, vậy đó. Chết ít thì là cho nó xuống chút, nhưng mà nó phải song song với đường chết của cái khe bên dưới, cái chỗ mà đoạn hai cái khe nó gặp nhau, nó gặp nhau thì mình sẽ thấy cái đường miếng này là nó kéo lên chỗ nào thì mình đi, mình nhìn nó để mình vẽ cái đường của mình nó đi cho y chang vậy đó, hiểu chưa? Có hiểu không? Cô kia cũng ngồi cũng nhìn, đã biết nhìn gì, cái này cô này chưa thấy bao giờ, thấy bữa giờ cô gặp chưa? Dạ, rồi. Không, cô gặp chưa? Phúc rồi. Dạ. Tên gì? Em đi bữa qua, dạ anh Đào. Hả? Dạ anh Đào. Anh Đào sao bữa giờ thấy không thấy mặt người? Em đi bữa giờ. Đi bữa giờ. Đi Nguyễn Đinh anh Đào hả? Dạ. À. Thế bây giờ mấy em có hiểu hết không? Cái đoạn này là cái đoạn vẽ cực kỳ quan trọng trong cái mổ quý đôi, mà cái đoạn cắt da thừa này là phải biết cách đo tính toán đàng hoàng. Cho nên nếu mà mình không tính đàng hoàng được thì là nó sẽ không có đẹp nha. Người ta có nhiều cái cách vẽ, mà những cái cách vẽ bình thường á là để dành cho những cái mí bình thường á, thì thường thường họ cũng muốn đẹp á, họ vẽ dày thôi, đơn giản vậy nè, hình chiếc lá, hình chiếc lá nè, đó vậy đó, như hình vòng cung vậy đó. Thì cái này á là khi cái cuối đuôi này nè mình sẽ gặp cắt trở, bởi vì cái da này nó còn thừa ra. Sau khi mổ xong rồi á thì là bệnh nhân mở mắt ra đó thì cái đuôi này nó cụp xuống nha, cái hình chiếc lá này luôn luôn lúc nào cũng chụp xuống. Còn cái dạng thứ hai là cái thụng thông dụng nhất là mấy em hay thấy, tức là cái này á là nó đưa cái chân lên, bao giờ nó cũng đưa cái chân và cái đầu nó vậy đó, bao giờ nó cũng đầu trong thì nó cọc vô, ở ngoài á thì là nó song song với đường khe mi đó. Thì thường thường người ta hay sử dụng cái đầu này để người ta cắt cái da thừa, và nhiều trường hợp á thì người ta cắt theo cái kiểu tròn tròn luôn, ở ngoài tròn trong tròn luôn đó, nhiều kiểu lắm. Nhưng mà cái kiểu này là kiểu an toàn nhất, là lấy đủ da thừa ra, da thừa ở ngoài, da thừa gốc trăm nha mấy em. Thì á là cái kiểu này người ta cũng hay xem sử dụng. Và một cái kiểu nữa là người ta làm cái kiểu này cũng chân đá lên, nhưng mà ở đầu này nó rộng quá đó. Rất nhiều cách, nhưng mà cái cách này là cách lấy đủ ở trong, lấy đủ ở ngoài. Còn cái cách này là góc trong cũng tạm đủ, góc ngoài thì thiếu, góc này thì thiếu quá trời luôn. Còn góc này chỉ dùng cho những cái trường hợp mà mắt một mí thôi, cái này là dùng cho mắt một mí nè, hoặc ấy lắm thì được qua mí đôi, ở mí lót đó, thì người ta làm cái hình lá này. Còn này là người ta làm để tạo dáng cho cái khe trong, cái khe trong đó là đấy, mấy cái trường hợp mà cô nói với em đó là nó dính cái góc ở trong á, nó sát vô cái góc trong á, là cái nếp gấp mi á, nó sát cái khe mi trong á, cho nên đó là người ta hay làm cái kiểu này. Nó còn cái bình thường á là người ta vẫn hay làm cái kiểu này thôi. Có rất nhiều cái hình dáng của một cái cách cắt da thừa, thì tùy theo mình chọn, nhưng mà cái chọn này là cái ổn nhất cho mấy em giải quyết được cái toàn bộ cái da thừa trong, da thừa ngoài. Và nó làm cho cái mắt của mình đó, cái cuối đuôi này nè, nó có độ cao lên, có độ xếp. Cho nên là ở ngay đoạn này nè mấy em, cái em ở chỗ đoạn này khi đây ngay nè, đây ra đây nè, không quá 10 ly. Khi trên 10 ly rồi á là không biết chuyện gì xảy ra, tức là nó có thể xảy ra sẹo. Cho nên nó từ cái khe này cho đến cái chỗ đoạn này, ở chỗ này có thể là nó có cái xương á, bề ngoài của thành ngoài á, thì lúc đó là mấy em sẽ rất là rắc rối ở chỗ là ở đoạn này, cái đoạn đuối này, cuối này nè, nó không được đi quá 10 ly. Có những trường hợp nó thừa quá, các em cứ tham nó cứ lấy nó ra tiếp ra ngoài luôn, lấy ra ngoài tiếp ngoài ra này luôn, là qua cái đỉnh mức này á là nó bị sẹo nha, nó không xóa sẹo được. Khi em khâu lại á thì nó còn đường, thì khi cái đường nó hình thành một đường rồi á thì nó sẽ là cái đường nếp này nè, nó có cái chân này đã đá là mình
đó. Khi mà thành đứng phía đâu rồi đó, nó trả lại người ta cái đường, cái đường mổ của mình đó, nó sẽ đi ra tới đây. Nhưng mà một thời gian sau thì cái đoạn mà ở ngoài này nè, nó mất bén đi. Đoạn ngoài này nè, đoạn ngoài này chiếu lên nè, đoạn mất bén đi, nó chỉ còn tới đây. Thấy không? Không bao giờ em nhìn thấy cái đường sẹo mà nó chạy ra đây, mặc dù nó lúc đó mình chỉ khâu mình nó lại khâu, nó khâu ra tới đây luôn đó. Nhưng mà không bao giờ, không bao giờ nó có được cái đường sẹo kiểu này. Nó đường sẹo cuối cùng của mình nó nằm ngay chỗ này, đúng ngay cái gấp của cơ đơn vị, đúng ngay cái gấp cơ đơn vị đó. Cho nên nó quan trọng là do mình đưa nó ra tới đâu thì em an toàn ở chỗ trong đoạn 10 ly. Cái chỗ này có đâu mắc gì không? Cái chỗ tính toán mình tính cho ra nha, chứ không là bậy đi chỗ này chết. Nó đơn giản lắm, nhưng mà có điều con cái là mình tính toán đàng hoàng, mình lên vẽ là mang mổ nhanh như chớp. Cho nên tại sao mà cái này không bắt mấy em là phải mua mổ thực hành ở địa phương về bao nhiêu ca để đem về làm cho cô mới cấp chứng chỉ. Mà tại vì cái này nó đơn giản vậy thôi, cho nên là mấy em hiểu ở chỗ này là nó xong. Nó xong hết công việc mình từ đường vẽ cho đến cái đường mổ cắt da làm sao để đạt hiệu quả của hết gia đình. Nó bây giờ có hiểu gì không chỗ này không? Có gì trong mắt hỏi liền nha, hỏi. Ngoài hỏi hai cái, nhất là cái đường vẽ thứ ba cô. Ừ. Ở đây, thứ ba này sao? Đường này là đường không đúng á. Dạ, cái đường vẽ thứ ba mà cái điểm kết thúc ở dưới rồi cô. Ừ. Là nó nằm ngay cái vị trí của cái đây đây, nó nằm ở ngay đúng ngay xe. Ngay cái xe luôn. Đúng rồi. Đây là cô đang vẽ ngay vị trí xe nè, cô đang khe. Và từ khe đó mình đá lên, mà đá song song với lại cái nhíp xíp của khe dưới. Cái là điểm dưới là đúng ở cái khe. Lên đây. Cô chặn cô nào hay là ai đã chặn thì lên đi. Đây. Đứng đây cho mọi người cùng thấy. Đây. Cái xe này á, cái đường vẽ của em á từ chỗ này nó chạy đến đúng ngay cái này. Ngay này nè. Anh này cũng có chút ra rồi nè. Đó, đến đúng cái xe này là đó mình dừng lại. Dừng lại hết cái đường giờ vẽ của mình thì bắt đầu đó là đây là cái nếp xếp ở này là ảnh hơi sết nè. Cho nên nó dừng ngay chỗ này thì cái đường của mình á là nó sẽ song song với cái đường này. Mấy em sẽ kéo một cái đường từ cái khe của ảnh nó chạy lên thì cái ngay chỗ đó mình đã dừng ngay đó rồi thì mình sẽ thấy cái đường của mình đó là nó sẽ song song với cái đường này. Mấy em sẽ kéo một cái đường từ cái khe của ảnh nó chạy lên thì cái ngay chỗ đó mình đã dừng ngay đó rồi thì mình sẽ thấy đường song song ngay đúng cái khe này. Nếu trong quá trình mình làm mình vẽ lại không? Nếu như mình vẽ mình biết đường song song mình vẽ lại. Đây là của ảnh này. Đây phải không? Cái khe của ảnh này phải không? Cái đường vẽ mình nó tới tận lui này cái gì phải không? Em thấy nếp xếp của ảnh là ngay đây không? Thì em đá cái nếp xếp này kéo lên đây nha. Xin lỗi tôi muốn dặn chúng em mà không vẽ chúng nó mất rồi. Đây, cái khe của ảnh đang đi lên, mình nhìn thấy cái khe chưa? Thì ở đây á, là đang lên này thì cho là nó song song với đây nha. Thì mấy em cái chỗ đường chấm dứt của em ngay cái đầu khe này thì cái đường vẽ của em á là nó ngay cái này nó xuống phải không? Thì em sẽ phải đi song song đây này. Thì tùy em không quá 10 ly. Tùy em cái chân này nè, em đá không quá 10 ly. Em muốn đá bao nhiêu đá thì phải song song với đường khe này. Thì là thường nó ra đó là nó khoảng chừng 6-7-8 ly vậy. Để cho nó song song với đường nếp khe này chạy lên nè. Cái này nếp khe này nó chạy lên nè. Đó ha. Thì cái đường mình chấm dứt ở đây không? Cái đường vẽ mình nãy đang chạy đây nè. Tới đây mình chấm dứt không? Cái đường khe mình lên đây không? Thì bây giờ mình sẽ đá chân theo nó song song với nó. Xong rồi mình bắt đầu kéo đầu này lại. Thì cái đường này tùy em chạy nếp liên chạy nhưng mà không quá 10 ly. Tức là không quá 10 ly là từ cái khe này ra. Từ khe đó, không từ khe ra không quá 10 ly. Chứ không phải là từ xương ra đúng không? Không, xương còn sao lắm, xương mình nó tuốt ngoài nữa. Xương tuốt ngoài là từ cái khe ra. Rồi, có gì nữa hỏi chết. Hỏi cho ra đi không nhả tầm bậy nha. Cái đầu thì có hỏi gì không? Nhả tầm bậy cái đầu thì chết luôn á. Cái đầu có hỏi gì không? Mới mốt là mấy em tự động tự vẽ đó, vẽ sai là mổ không ra gì. Cái đầu này nè, cái đầu này mấy em nhớ nè, cái đầu này á, ngay chỗ này á là ví dụ chẳng hạn như cái người cũ của người ta nó có cái nếp nó chạy vô đây nè, nó chạy cái nếp của người ta này, nó chạy vô sát đây nè. Nhưng mà cái đường của mình á, mình vẽ á thì nó đạp đi tới đây xong rồi nó không đi vô theo này thằng này nha. Có nhiều đứa nó sẽ có nhiều người họ xếp sát đây nè, nhưng mà mình không đi theo đường của người ta. Cái đường của mình á là nó đi sát luôn. Nó đi sát cái đường của người ta nhưng mà tới đây á là mình phải quẹo qua đây để mình lấy da. Với da thì mình cũng phải đến gần cuối đuôi này nè. Gần cái đầu khe đó. Mình xuống đây xong rồi bắt đầu mình quẹo lên. Thì cái đoạn này nha, tùy mấy em. Cái đoạn này, cái đoạn bụng này nè, hồi nãy mấy em đo từ ở chỗ cái đường nếp nếp xíp của phía đôi á. Là mấy em đo lên đây á là khoảng 7-8 ly gì đi. Đó, nhưng mà cái đoạn này không còn 7-8 ly nữa.
khi em đánh cái đầu này đó, bắt buộc ai cũng phải đánh cái đầu này. Tới đây là mới đánh cái đầu lên vậy, thì cái đầu này có thể là 3-4 ly gì đó, 4-5 ly gì đó tùy. Rồi em dòng lên cái lên đây, thì cái bụng tới đây là cũng 7 ly. Tới đây 7 ly chứ luôn. Thì tới tùy theo em lấy tới đây, thì còn đỏ này nó vậy, chiều đây là làm 12 ly. Ở đây em là cộng thêm rồi 12 ly. Thì bây giờ 12 ly đây thì cũng phải 12 ly. 12 ly thì em chạy đoạn này lên, thì ở đây em phải đi đường thẳng nha. Đây nè, đây thẳng nè, đây thẳng nè, đây thẳng nè. Thẳng là thẳng theo cái đường mình đo lúc nãy. Cái đường này nè, thẳng như vuông góc cái đường này nè. Chứ không phải nó máy máu nè. Tức là ví dụ như là cái đường này á, là đây mình thẳng lên, tức là vuông góc nè. Đó, đo thẳng lên vậy. Nha, ở đây mình đo thẳng lên, ở đây mình đo thẳng lên, tức là đo thẳng là nó phải tạo góc vuông vậy nè. Nha, chứ không phải đo méo 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 nè. Không chơi méo méo là nói không được á. Nói cái đường của mình lại đó là không được ấy. Hiểu không? Đó. Cho nên nó làm em phải đo thẳng lên, đo từ chỗ này lên. Nhớ, cái đường đầu tiên là đường này là đường nếp bi. Nếp bi. Nếp bi cũ á, nếp bi á. Đó, đường thứ hai là cái đường nếp của da. Đường này là nếp da. Cái nếp da hồi nãy mình đánh dấu á. Cái da mình gấp lại nè, thì cái đỉnh của nó là được xem là coi như là cái chỗ đó là cái phần da nó sẽ thừa ra đó. Nó gấp bao nhiêu là da nó trùng xuống nó thừa nhiêu. Nhưng mà khi mình kêu bệnh nhân nhìn xuống á thì nó lồi ra đóng luôn một khoảng gì là tới mười mấy ly á. Thì lúc đó là mình lấy cái thước ra mình đo. Mình đo xong rồi mình cộng thêm. Mình đánh giá cái độ nhão da mình cộng thêm. Em phải có cái động tác em cộng cái da lên để em coi nó nhão cái nào đi. Em xử lý để em cộng thêm. Chứ còn em không đánh giá được độ nhão da thì em không được cộng thêm nhiều à. Em cộng mấy bạ vô tới chừng thiếu da đắp tí xíu không lấy đâu mà bù vô. Đó là da đó là mình phải cầm lên, mình cầm da lên mình thấy cái độ trung giãn da nè. Ô trời thừa nhiều quá, da nhão nhét, cộng thêm. Thừa mấy người già già đó là cộng 2, cộng 3 thôi. Họ thừa dữ lắm. Có khi cộng với bút rồi mà vẫn còn ngon lành luôn. Cắt xong nhiều khi bà già nó mở mắt ra thì bà nhìn nó thấy trông cũng sướng rồi. Nhưng mà thật ra mình thấy vậy còn hơi thừa thừa. Tại da bà nhão nó lại đổ xuống. Đó, đó là sự thật, nó mốt em làm biết. Cho nên những cái này nè, là những cái là khi mà em học lớp này xong là bắt tay vô làm cho mấy bà già. An toàn nhất là gia đình có mẹ, bà, gì đó gì vậy chứ. Kéo hết ra. Đừng bao giờ nói là mỗi đôi bảo chị bỏ đâu. Nói hỏi mẹ ơi, mẹ có thấy mỏi mắt không? Bà già nói, ồ ơi, lúc này sao tao thấy mỏi mắt quá trời luôn. Bảo da mẹ nó thừa rồi, giờ cắt đi. Thế mà nói, trời ơi, tao đâu có làm đẹp gì nữa. Bảo chứ con đâu chưa mẹ làm đẹp, mà cắt xong cái mẹ hết mỏi mắt. Rồi bà chịu ok lên mở mổ liền. Còn cứ nói là mẹ có cắt da đi rồi mẹ ấy rồi mấy bà già có đâu cần, mà đã để thừa tới đây rồi có đâu cần. Mới dở chịu đâu. Như mấy bà cụ nội ngoại gì đó sợ sao tao hỏi. Bà không chịu mà đã chịu già vậy đâu có chịu thừa vậy rồi bà. Bây giờ nói bà nhưng mà hỏi bà có mỏi mắt không? Bà khai là mỏi mắt cho bắt đầu nói chuyện da thừa bà ok. Sao bà đang mỏi mắt? Rồi hỏi. Cô em hỏi hai cái. Thứ nhất là cái điểm kết thúc ở góc trong đó cô. Là nó tới đâu, nó cách chiếc khóe nó trồng khoảng bao nhiêu hay là nó tới đó luôn. Là thứ nhất. Đây hả? Nãy nói rồi. Tức là khi nó đến đây là nó vô tới khe bên trong. Nếu mà cái đường rời của nó ra đó, nó có đường rời ra nhé. Bây giờ nó giả dụ nó rời ra thì nó cũng phải, em cũng phải đi cái đường của em tới cái chỗ khe bên trong. Tức là giao nhiệm vụ hai cái ví trên luôn. Em không muốn tới cái điểm cuối của cái khe bên trong này cũng được. Yeah. Em có ngắn đi cũng được, không sao, ngắn hơn chút xíu cũng được. Nhưng mà khi mà cái đường mũi kim em á, em khâu cái chỗ này á thì cái nếp xếp này nó cũng vô đây, nó sẽ bắt buộc vô đây. Tại vì cô nói rồi, nó do cái chân của cơ liên mi nó bám vô rồi, thì em làm cái kiểu gì em rời ra em cách lên cao em cũng không gần nó nữa, nó cũng tạo cái xếp cho em sẵn luôn, nó tạo sẵn cho em luôn. Tại vì da mà nó đi theo cái nếp gấp của cơ liên mi, cho nên là bây giờ cái kiểu nào em cũng làm kiểu nào nó cũng vô. Thật ra em muốn đúng ra người ta là phải đi xuống dưới này đặng cho nó nhìn coi nó thẩm mỹ, cho nó được cái đường da của mình mà. Còn nếu mà em cục ở trên này cũng được, cục ở trên này cũng được, không ai cấm nha. Cục tại vì khi mà cuối cùng thì việc kia không có mũi chỉ này vô, hai cái da này bọt lại thì cái thằng này nó gấp cho đây nè, nó có điểm gấp do sẵn cái điểm cơ đơn mi rồi, nó không có việc gì hết trơn. Em muốn làm kiểu nào thì nó cũng hình thành vậy đó. Nhưng mà khi mà em mổ thể thì em vẽ nó kỳ quá, em có vẽ cho đàng hoàng tử tế thì mình cũng đi một đường cho đàng hoàng đó, rồi lên tới đây thì cũng gọi là tạo hình dáng vậy đó, cho khi ta nhìn vô đường mổ mình ta có đẹp chứ, biết không? Chứ còn đó là nhưng mà tại vì do cái cơ nó có sẵn rồi, nhưng mà mình trên đường mổ mình tạo dáng cho đường mổ nó đẹp thôi. Nhưng là thứ hai đó là mục đích của mình là lấy da cho nó sạch, lấy hết da nó hoàn toàn da thừa đó thì là mình phải đo cho kỹ. Cái quan trọng là cái thước đo mình đo cho đàng hoàng,
Thì đó cô muốn nói là ngay chỗ này mấy em phải biết cái cách đo, đo cho nó được, đo xong rồi á là chỉ có vậy thôi, rồi chấm 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 nói lại thôi. Hiểu không? Ở đằng này thì ở cái cuối đuôi nè, đó, ở ngay chỗ khe này từ đây là bắt lên nè, đó, rồi xong. Ở đằng này á, từ khe này kéo vô, nói vậy thì rất đơn giản. Nhưng mà cái bụng nó là phải nhớ là vuông gấp, vuông gấp, vuông gấp. Mấy cái đầu kia là đầu tạo dáng thôi, nhưng mà điểm chính mình đó là 200 một điểm, ở giữa cam biên điểm, cam ngoài điểm. Phải nhớ vậy luôn luôn, lúc nào phải có 3 điểm. Chứ không có chơi một điểm kéo nha. Có nhiều em mà chơi có đo cái chỗ này xong nó kéo đẹp 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 bậy bạ rồi đâu. Mình không có đo, mình phải kiểm soát đàng hoàng cái độ da thừa góc ngoài, độ da thừa ở giữa, độ da thừa ở trong. Có người á, người ta thừa hai bên khác nhau nữa, bên thừa nhiều, bên thừa ít nữa. Cho nên nó không có chơi một điểm mà kéo đẹp đẹp lên đâu, mà đo 3 điểm đủ. 3 điểm đủ rồi tạo dáng cho cái đường vẽ của mình cho đẹp, rồi xong rồi mình cắt da ra, mình khâu lại thôi. Có gì đòi không? Cho hỏi không? Có gì đòi không? Cho hỏi không? Rồi hỏi. Hỏi cho ra đi, tại này là quan trọng nhất á. Có nghĩa là cái đường này là con, cái đường này là cái cũ của mình. Ừ. Đường thường cái này là nó nước cũ mình là mình thấy mờ mờ, cái nhìn xuống mình thấy á. Nó sẽ tăng dần. Như nhà như người ta mới đang thấy không sao, nhưng mà em thắc mắc là to. Nó có to, nó cũng 10 ly à, chứ to gì. Dạ 10 ly, nhưng mà cái này mình phải vuông gấp, nghĩa là mình lấy từ đây đến đây. Giống như là phần này. Không, cái chỗ này nó có vuông gấp. Cái chỗ thằng này không có vuông gấp, có vuông hay không tùy đó. Nhưng mà cái thằng này nó xong xong cái khe này. Tôi không biết nó có vuông hay không. Chỉ lúc em đo cái khe mới biết. Tại có người á là nó chết nhiều á, thì chưa chắc là vuông mà. Khi em xong xong nó không vuông. Nếu như phần này mình lấy nhiều con như thế này, giống như chỗ này, ví dụ đi, ví dụ mình lấy 10 ly đi. Không, cái phần này mình bỏ ra. Rồi mình khâu miếng này, miếng này, miếng này. Nhưng mà cái chỗ này nó em sợ đốt y cái gì? Nó có, nếu em khâu với mũi liên tục là em không bị đốt y. Nếu em khâu với cái mũi mà rồi á là em sẽ có đốt y cuối nữa, thì cô sẽ chỉ em sử dụng đốt y. Khi mà mấy em cắt da ra rồi á, cho mình tờ giấy đi. Học cái gì của mô hình với nó chưa? Cái gì? Vẽ rồi xé ra. Đây. Đây em xé ra cho tôi nha. Đó, giờ xé ra cho cô để nó ra cái đó kìa. Em xé hết cái lòng đó, ở trong đó, xé hết ra. Lấy cái gì chọc nó vô là lấy ra. Rồi khi đó kìa nè, đó kìa đó. Đó kìa từ nào giờ người ta xử lý cái đó kìa, nhiều người ta chỉ trong sách đó. Nó rất là khó hiểu cho em lắm. Hả? Cắt cái đó kìa ra. Bây giờ nếu mà trường hợp cái này mấy em hiểu hết rồi, cắt cả đường nó chỉ có thế này thôi. Và tất cả những hình dáng của một cái cắt da thừa thì em tùy em chọn. Nhưng mà cô khi em nên chọn cái này là cái tốt nhất. Cái tốt nhất cho mình khi mình cắt da thừa nó đảm bảo cho mình nó hoàn hảo nhất. Còn bây giờ đó, nếu trường hợp như là nó trên 1cm, dưới 1cm. Cái này là dùng cho cả 1cm và trên 1cm luôn em. Thì mấy em đều có tồn tại lý là như thế này nha. Nhưng mà nếu trường hợp mà trên một dưới 1cm mà mấy em người ta không muốn mổ tại mí, thì mình còn một cái cách nữa, tức là mình nâng cung mày nha. Nâng cung mày thì mình có hai cách, tức là nâng trên cung và dưới cung. Cái chữ trên cung dưới cung này á, nó cho mình cái hình dung liền. Trên cung á là da dày nha, nó da điềm tráng, nó dày cọp lên, máu me tùm lum cho mình, máu là nước, máu nhiều. Dưới cung thì nó thuộc da mi cho nên vẫn còn mềm nha. Cho nên đó là nếu mà mấy em nâng trên cung á mà da nó dày quá thì đương nhiên khi em kéo lên vậy đó mà nó trên cung nữa đó, thì cái lực đó, cái lực mà nó kéo á nó ít hơn là ở dưới cung. Ở trên cung á hay dưới cung gì á, người ta sẽ có một đường như thế này không, như thế này này đó, nó đi dọc theo cung, song song với cung, cả trên và dưới và hai đầu đó đậm đầu này. Còn mấy em vừa chạm cái chân mày ra nha, quá chân mày để sẹo á. Cái vừa chạm cung mày để khi nó khâu thì nó vừa cho cung mày. Còn nếu mà dưới cung á thì nó cũng y chang vậy, cũng hình vẽ y chang vậy luôn. Mà nó cũng phải từ đây thôi. Thì á là mấy em cái cách đo như thế nào á là em xé đi rồi. Cách đo thế nào người ta cũng đo tịnh tiến luôn. Người ta đo tịnh tiến của da thừa này nè. Ở đây á mình cũng đo từ cái nếp của nếp lằn của mí đôi. Xong lên cái độ da thừa mà của nếp gấp da. Xong rồi á, nguyên đoạn này mình đo là 8 ly thì mình tính tiến ở đây
cái này nó đi dọc theo cái phía trên của cung mi, rồi cái thứ hai đo ngược trở lại là từ trên này thầm xuống, thì đo từ cái chân này xuống á là 8 ly, rồi cứ kéo ra đều nhau, kéo ra đều nhau nha, chứ không phải như cái thằng này đâu nha, thằng này ốm đầu đuôi bự nha, đầu thì ốm đuôi thì bự. Hai cái khác cái kia, cái này của em á 8 ly, đây ở đây cũng 8 ly luôn, đây cũng 8 ly luôn đó nha, trên cung cũng vậy, không cộng gì hết trơn á, nó 8 ly thì đây cũng 8 ly, muốn cộng thì cộng không quá 2, tại vì da trên này nó dày lắm, khó lấy lắm, cho nên cộng 1, cộng 2 gì thôi đó. Đó thì cái này á mấy em cũng khâu lại đi, như cái này đây các mũi đường kim của chị thì cô sẽ chỉ lại cho mấy em rõ cái đường câu liên tục cái mũi rồi. Thì ở trên này á là mấy em có dưới cung, ở này là trên cung nè, này dưới cung, mà hai cái đầu của nó em thấy khác cái kia nha, hai cái đầu nó là hai cái đầu tù nữa, nói vậy nè, nó không có đi cái đầu mấy đầu này, không ai đi đường nhọn, không ai đi đường nhọn, cũng chẳng ai kéo cái đường này nữa, không ai được kéo cái này, nó chỉ hai cái đầu nó buồn buồn vậy, hai cái đầu nó đầu tù này, đó là nếu trường hợp mà dưới 1 cm da mấy em muốn làm round lip thì mấy em làm theo kiểu này, đó. Nhưng mà cái cách ổn định nhất á mà để mà cho bệnh nhân đỡ phần này, tại vì mình không biết cơ địa bệnh nhân có sẹo hay không, cho nên đó là mình đi ở dưới nếp gấp của da nó để có gì nó giấu luôn, lỡ có sẹo thì giấu luôn, còn nếu mà đi trên này á là phải hỏi bệnh nhân cho kỹ, bệnh nhân mà có cơ địa sẹo lòi cái gì đó thì đừng có mà đi, nó sẽ để lại cái đường sẹo đây nè, rồi bệnh nhân có đi xăm rồi đủ thứ trò hết trơn, nó rất là cực, cho nên nó là trên cung dưới cung gì á thì thường nó cũng từ từ trong vòng 6 đến 8 tháng nó mất hết sẹo, nhưng mà nếu mà nó đã cơ địa sẹo rồi thì nó không xóa được, lúc đó là mấy em phải bắt bệnh nhân phải dùng phấn xóa sẹo này nọ thì nó cũng đành phải chịu thôi, nhưng mà đó là trên cung dưới cung nó cũng rất là đơn giản, không có gì khó chứ, nhưng mà trên cung nó dễ chảy máu cho nó da trắng nó chảy máu ào ào luôn. Rồi cái kia xong chưa, nhớ nha, trên cung dưới cung là hai cái đầu này mấy em không có khép cho nhọn nha, cũng không có đưa cái chân lên vậy, cũng không có chơi cái hình ấy. Đây đây là cái hình của anh cắt xong rồi, đây là cái sau khi khâu á thì mấy em khi khâu á mấy em khâu liên tục lại đây là nếu mà em khâu liên tục lại á thì ngay chỗ này á, nó khép lại luôn rồi, mấy em sẽ không để lại cái đó yên, nhưng mà nếu em khâu mũi rời á thì ngay chỗ này nó lập tức nó sẽ hình thành cái thụng ngay chỗ này. Cái thụng chỗ này á thì ngày xưa người ta xử lý á, đó yên á là người ta kêu mấy em nó cắt hình tam giác, tức là mấy em kéo một cái chân qua đây và một cái chân vô đây, nhưng mà nhiều em á nhiều khi không biết cách cắt á, nó dễ bị sai sót, nó thiếu da nè, ví dụ như đây nè, sao cắt làm sao mà cho nó lủng đứt chỗ này, cầm khó quá trời luôn nè, cầm cái này nè đó, khi mà mấy em khâu á đến mũi rời á thì nó hay bị thụng vậy, lâu lâu thỉnh thoảng á mà em khâu mà cái mũi liên tục á thì cuối đuôi của em nó sẽ đi cái dog ear nha, nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng sẽ có một chút cái dog ear chỗ này, nhưng mà mình xử lý được, còn nếu mà khâu mũi rời á thì chỗ này chắc chắn nó lồi lên, cái dog ear rất là bự ngay chỗ này nè, thì cái dog ear chỗ này á người ta chỉ cho mình á là em vẽ cái đường hình tam giác đây. Đó, vẽ tam giác vậy. Đó, nhưng mà đó, đôi khi cái này á, thì mình cắt cái này xong á, nó sẽ đưa cái chân về phía này á, thì mấy em khâu vô cái này, thì nó sẽ cụp cái đuôi lại vậy. Nó không có đẹp. Khi mà em khâu lại á, tại khi em đưa tam giác vậy đó, thì nó cắt lại vậy á, thì nó sẽ cái đường chỉ của em nó khâu lại vậy á, thì nó cụp xuống vậy nè. Đó, nó sẽ không có đẹp. Cho nên khi mà nó có bị cái đuôi này đó, nó sẽ múp cái đuôi này đó, thì cô khuyên mấy em một cách đó, dễ nhễ dịu nhất á, là lấy cái kẹp á, đưa lên vậy á, là lấy cái dao đưa từ ngoài này, cái kéo là đưa ngoài, bấm cái phẹp cái là ở ngoài này bấm vô nó ra hình tam giác luôn nha. Cái khi mà nó bị tóc ia vậy đó thì mấy em chỉ cần á đưa cái này lên để nâng cái chỗ cong lên thôi, nâng cái chỗ mà nó bị bụp á, nâng lên vậy xong rồi á là nâng lên vậy, khi mình thấy ở đoạn cuối này nè nó không còn da nữa, nó không còn da thừa nữa, thì em đưa cái mũi kéo vô này nè, em bấm cái bếp như này là xong. Bấm lại, gấp lại thì nó tam giác nó sẽ đi theo kiểu này chứ không phải tam giác kiểu này. Tam giác nó theo kiểu này nè. Khi em bấm lại vậy nè. Em bấm lại vậy nè, em đưa cái mũi kéo vô đây em bấm lại vậy á thì á là đây là cái đầu nhọn. Ở dưới này là hai cái chân của cái tam giác. Ở đây là hai cái cạnh tam giác, khi em đưa cái kéo vô em bấm vô này nè, đó em thấp vô cái vậy nè.
đó, thì là cái tâm giác của em nó sẽ là đỉnh ngay đây. Cái này là cái gì quên nào, kêu là gì, cái đáy này. Cạnh này là đáy, dạ, hai này hai cạnh bên. Thế là bây giờ cái của em á thì nó đưa cũng gần giống giống như này, nhưng mà nó khác rồi nha, đi cái sự thương chiều nó khác, nó nhọn hơn dạ. Cho nên là khi cái đó là em khâu lại á thì nó sẽ không bị cúp xuống vậy, dạ. Nó không cúp xuống vậy. Còn cái thằng này, tam giác này á thì an toàn cho em là để cắt da thừa, nhưng mà nó sẽ bị cúp xuống vậy, dạ. Còn cái thằng kia của mình á là mình cắt theo kiểu này, cái là cái này, tức là khi mà da nó thừa vậy đó thì mình kéo nó lại vậy, mình nâng nó lên, nó sẽ tạo một cái tam giác, nó tạo tam giác ở dưới này nè, tới đây là hết rồi. Khi em kéo em nâng này lên, da nó thừa nó lòi ra nè, thì ở dưới này là chân của cái da thừa, thì em chỉ đưa cái mũi kéo vô đúng ngay chân da thừa để em bấm tới là nó sẽ đã tạo tam giác bè vô đây góc này, là em xong, em khâu lại là hết. Đưa cái kéo em cắt vô không? Đúng rồi, đưa kéo cắt vô, đưa rất là đơn giản, đưa cái nâng này lên xong rồi á là đưa kéo cắt thôi. Cắt cái bọc cái là mất hết da chỗ này rồi, là trong đó lúc nó không lại bình thường nữa, là nó ra là cái đuôi của em nó không có bị cụp xuống. Đơn giản vậy thôi, đó là còn cách xử lý dog ear nhanh nhất nha. Bây giờ tao làm vậy không á, tao làm xử lý dog ear vậy chứ đâu đó này á, nhiều khi nó bị sai là cái da nó bị cụp xuống dưới nó xấu. Dog ear vậy tao xử lý gì rồi, còn gì nữa mấy em, còn gì thắc mắc không? Mời. Còn khi xác định nhà hiệu của cô là dựa vào cái nhất thành có của bệnh nhân, vậy đối với những người không có cái nhất thành thì chúng ta biết như thế nào? Hôm bữa cô có nói rồi, nếu mà trong trường hợp mà một mí mà nó bị thừa da, nhá, nó bị thừa da, bây giờ là nhất mí mà nó thừa bị thừa da, thì em suy luận cho cô xem em sẽ chọn mí nào? Cái điểm mà nó cao bằng. Bây giờ đó, mình em thứ nhất là hôm bữa cô đã chỉ em cái cách mà làm một mí rồi phải không? Bây giờ là em chuyển từ cái một mí đó sang cái mí đôi, là em chỉ có chuyển bằng cái phẫu thuật khâu thôi, cái động tác bằng khâu chỉ phải không, thì cái đường mổ của em là cũng vẫn là đường ở theo song song với bờ mi, và cách bờ mi là 8 ly, đàn ông đó là 4-5 ly, còn đàn bà đó là 8 ly, đúng chưa nha, mình nhớ đường mổ mình chưa? Thì bây giờ cũng vậy, đường mổ mình nó sẽ đi theo với em chọn lựa là cách bờ mi là 4 ly, thì tính từ cái 4 ly đó em lên cái chỗ chấm da thừa đó. Tại vì cái thằng nào da thừa nó mới trùng da xuống, nó cũng tạo một nếp da trùng á, nó không còn nó đi theo nếp gấp của bi nữa, mà nó không phải thòng xuống theo cái nếp gấp bi nữa, mà nó thòng xuống theo cái độ da thừa, thì cái đỉnh của nếp da thừa đó là vẫn được xem là da thừa. Và cái từ cái điểm đó em chấm một cái điểm để em làm coi như là điểm cố định của mình á, để mình chọn lựa đó rồi, thì ở dưới này em sẽ chọn một điểm để em đi cái đường nếp da, đúng chưa, đường rạch da của em á. Thì giờ nếu đường rạch da cách bờ mi 4 ly thì em tính từ đường 4 ly đó lên tới cái điểm đó. Còn nếu đường rạch da của em đó là 8 ly thì em tính từ cái điểm đó lên cái điểm đó. Lên cái điểm đó. Thì là cái đoạn đó là đoạn thừa da. Thì em vẽ y chang vậy thôi. Rồi em cắt, rồi em tạo mí đôi. Còn nếu mà bệnh nhân mà người ta không muốn mí đôi, người ta muốn một mí của người ta lại thì cắt da thừa thôi. Thì em vẫn cắt cho họ là theo đúng song song với bờ mi là 8 ly. Là tại vì cái đó là cái điểm bình thường để mình vô mình tìm cái bờ trên sụn. Cho nên bên cái đó rồi em khâu cắt da thừa thì cái đỉnh của nếp da mà nó thụng xuống á vẫn là nếp da thừa. Thì từ đó em đo lên đó thì là như vậy, là em sẽ cắt những cái đoạn da thừa em khâu lại, thì em khâu lại không thì đương nhiên em không đụng gì tới cơ lưng mi thì nó cũng là một mí. Là em cắt da thừa trên một mí. Nha. Ở đây cô cũng là lệnh nổi quay cắt da thừa một mí hoài. Không làm mí đôi gì thôi mình khỏe. Nhưng mà ví dụ nếu mà họ không mí với cô cắt da thừa không á, điểm xác cái điểm xác định điểm đi giữa là 8 đi, điểm góc trong điểm góc ngoài điểm xác định sao cũng vậy luôn, cùng 8 luôn, tức là đường nó là đường rạch da của mình và nó chắc chắn là đường rạch da của em rồi. Nhưng mà khi nếu mà như vậy thì nó sẽ nằm ngang luôn. Đâu nghe em phải đi theo cơ vòng xung xong với cơ vòng mi, nói gì kỳ vậy? Thôi ví dụ cái bờ mi thế này, bờ mi thông thế này. Cô lấy ở giữa 8, vậy 8. Thì 8 là 8 theo cái bờ mi ấy chứ. 8 theo bờ mi chứ 8 theo cái kiểu gì? Trời chàng tính sao vậy? Em tính được kiểu gì? Bữa giờ cô vẫn dạy là cái đường đó là cái vẫn là đường song song với bờ mi đây này. 8 đi thì 8 đi đi hết chứ ai đi kỳ á. 8 đi đi lên 8 đi đây là vô góc cong mình phải giảm. Bắt buộc vô góc cong mình phải giảm. Em muốn đường nếp da đẹp em á, em cong mạnh rồi thì em cũng phải đi cái đường vô đây nó phải giảm. Em rời cũng được, em cong cũng được. Rồi ở đây á, tại vì nó là một bí mà, cho nên em muốn làm kiểu đoạn được, thì những cái đường này á, sau khi lấy da thừa xong, em đổ đoạn da thừa xong rồi đó,
là hồi nãy đầu da thừa của mình nó trùng xuống em một mí mà nó trùng xuống thì em đo cái đỉnh của da thừa đó, rồi sau em khi nó rời lên em khi nhìn xuống á thì nó sẽ lòi ra cái đỉnh trắng em nè, từ đó đo rồi ở đây là cái đường em sẽ đặt nó một mí, em đâu có em đâu biết mấy đôi nữa, bạn đường em sẽ đặt thì từ đó em đo xuống thì em vẽ ra cái đường em cắt thì em cũng cắt cái vậy thôi, cắt cái trang thôi, em khâu lại khâu da mà, tại giờ họ không làm hai mí thì mình đâu cần nhấn da nhấn mi gì đâu, khỏi nhấn gì trơn á, mình không tức là không câu vô cơ đơn mi thì như vậy là em chỉ cắt da xong rồi không lại thì cái món nó biến mất hết trơn, da nó đâu có gì đâu, nó biến mất hết trơn luôn, nó không để lại gì tại một mí mà. Ví dụ khi trường hợp mà mình cắt ngang cái đường đặt dưới là cuối cùng là nó nằm là đúng cái nhân mí luôn, nhân mí cũ vậy nên mà cái nhân mí đó là cái chỗ bám của cái cơn cơ nó ra da luôn. Thì nếu mình rạch vào đó nó bị đứt cái đó thì sau này nó bị mất cái nhân mí thôi trước này không, tại vì cái đó là mấy cái chân của nó đi ra ngoài da thôi, còn cái chân chính nó bám mặt trước sụn á thì vẫn đảm bảo mí đôi chứ, nó vẫn đảm bảo mí đôi đâu liên quan gì, trừ khi nào em cắt cái cơ đơn mi ra khỏi cái bờ trên sụn thì là thay đổi. Em cắt cái cơ đơn mi ra khỏi bờ trên sụn thì là cái em nó đứt đoạn hết tất cả cái cơ của nó rồi, còn khi em cắt trên mặt sụn em không nhìn thấy cái chân nó ra đâu, em không hề nhìn thấy cái chân nó, nhưng mà phải có cái chân nó ra thì nó mới tạo nếp mí được, hiểu không? Chắc chắn em không nhìn thấy gì trơn á, tại vì nó lộn xộn trong đống nó bô liên kết gì đó, mà những cái chân của nó rất là nhỏ không có thấy được đâu, nhưng mà cái cơ thì em thấy, cái cơ nó bám trên sụn thì em thấy, em tách được ra khỏi cái bờ trên sụn là coi như đứt đoạn con cơ rồi đó, là mất luôn. Còn những cái chỗ mà nó ra bám cái da mình cắt không sao không thấy đâu, cắt rồi thì bữa khi nào mà em cắt cái đoạn đó là bữa của nó nếp mà nhiều mí á thì em mới cắt cho nó ra hết, tức là em bóc tách cái da cho nó rời ra khỏi cái đám lùn nhùn dưới á, là em khỏi có cái chân của nó nữa, cái chân em không nhìn thấy, da nhìn thấy, mặt dưới da nhìn thấy, em tách cái mặt dưới da ra khỏi cái đám lùn nhùn đó, hiểu không? Thì là như vậy em tránh được cái nếp 3 nếp 4 rồi đó, vậy thôi chứ đâu thấy được đó, không hề thấy đâu, không thể nào tìm được cái chân đó. Còn khi khâu lại sao không sao nữa, tức là sau bị cắt đi rồi thì khâu lại là khâu da với da nhân lại với nhau thế nào? Em đang nói một mí hay mí đâu? Không, em nói da dư đó. Da dư nào? Da dư trên mí, một mí hay hai mí? Da dư trên hai mí. Da dư trên hai mí thì một là mấy em chỉ dán da không cũng đủ rồi, nhỡ bên nước ngoài họ chỉ lấy cái keo sinh học á, họ dán lại thôi. Còn cái thứ hai nữa là em khâu, nhưng mà thường ở Việt Nam mình hay sợ lắm cho nên khâu thường khâu đính vô bờ trên sụn luôn, để cho đảm bảo là nó có tạo cái sẹo để nó giữ lại cái ấn. Thực tế em không da không thì nó cũng lên mí, em không khâu da, em không khâu vô trong cái bờ trên sụn thì em vẫn có mí, em muốn khâu không khâu không. Trước em có làm được ca không? Mẹ không đính vào cơ từ những cái sau này cái sẹo nó chạy lên cao. Sao nó chạy lên cao được? Vậy là không sai chỗ nào đâu. Tức là sau cắt da da xong, khâu da với da với nhau, mà mình không đính xuống cơ không? Là từ một thời gian sau mà bệnh nhân nó bắt đầu bị thành sẹo không? Là cái sẹo nó di chuyển. Tức là bệnh nhân cái sẹo nó không giấu được, không giấu không cái ký được không? Mẹ không chạy hiểu tại sao? Vậy là lúc hết định em khâu là em khâu làm sao rồi? Tức là em khâu là chỉ khâu cắt da đi xong. Còn da với da không? Khi mà cắt chạy người xong anh kêu bệnh nhân nhìn lên nó tạo những cái đôi chưa? Không, nó đang chỉ cắt da thừa thôi chứ không có làm. Nếu mà cắt da thừa nhưng mà khi mà cắt da thừa xong rồi em kêu bệnh nhân mở mắt rồi nó có mấy đôi. Dạ, có mấy đôi. Có mấy đôi sao nó chạy vậy được? Nhưng mà khi sau đó chị không da với da mà không có đến thuốc cơ vòng hoặc là đến thuốc sâu cùng. Là một thời gian sau thì nhận thấy cái sẹo nó di chuyển. Mà bệnh nhân nhìn thấy vô lý, sao mà sẹo nó di chuyển được, tại vì á là rồi cái da nó tùng dần đó cô, cái là mình thấy cái sẹo luôn, nó không giấu được cái sẹo đó. Không giấu được sẹo đó là sao? Em chưa hiểu tại sao nó lại như vậy. Nếu mà nói như cô á là cô nói em hiểu rồi. Tức là khâu mình khâu thì cái sẹo nó sẽ giấu ra cái chân của cái mí luôn. Tại vì khi em á, em kêu bệnh nhân nhìn lên á, em cắt da xong, em khâu lại da không mà em cũng khâu cơ. Nhưng bản thân cơ nó còn đó, khi em kêu bệnh nhân mở mắt ra thì mở mắt ra đó là đương nhiên nó là nó đang hình thành là nếp mí đôi. Tức là cái da của mình, da mà em khâu á, nó dính vô ở trong cái phần mà cái nếp gấp của cái cơ đơn mi rồi. Em không có khâu vô cơ đơn mi nhưng mà bản thân cái nó cuộn lại á, nó có cái nếp gấp của cơ đơn mi á, thì đương nhiên da nó cũng đi đeo rồi, thì cách nào được mà nó đi ra chỗ khác. Cô đang không hiểu muốn nói gì. Cái đó là em thấy với cô chưa làm bao giờ, cô chưa thấy cho nên đó là tự nhiên cái sẹo á, nó không làm ra chỗ nếp gấp nữa, mà nó lại di chuyển đến chỗ khác. Rất là vô lý cái chỗ là tại sao nó nhìn được, tại vì khi mà em kêu nó nhìn lên rồi nó tạo thành ra nếp mí đôi rồi, tức là cái lằn mà em khâu á, lằn khâu da của em nó đang nằm ở trong cái nếp gấp của cơ đơn mi, em biết không? Khi cơ đơn mi nó cuộn vậy nè, nó
nó ngoắt lên vậy nè, nó đang vậy phải không, mí mắt mình nở lên phải không, thì cơ nó ngồi cuộn lên vậy, thì cái nếp đó nó cuộn sâu vô, nó cuộn sâu vô vậy, nó làm một cái khe, thì trong cái lằn da hay không á là nó đi vô trong này luôn rồi, thì làm sao nó chạy lên được. Khi mà em kêu bệnh nhân nhìn lên á thì cái nếp nếp này nó cong uốn cong vô, nó tạo cái khe phải không, cơ nó kéo lên vậy nè, thì cái sụn nó đang phẳng vậy nè, nó cuộn vô trong, cái cơ nó kéo lên vậy nè, thì nó cuộn vô, thì bản thân cái da khâu nó cũng đi theo rồi, cái lằn mà khâu da không chỉ của em á nó giấu trong này rồi, thì lấy gì mà nó đi lên trên được, tôi đang hiểu em muốn nói gì. Nhưng mà nên như vậy là sao an toàn mình? Cái em muốn đến thì đến, em muốn đến cũng được, em đến em cảm giác gì để cho da nó treo vô trong cái mí đằng chỗ đừng chạy bậy, thì em đi cứ đến. Là đến chỗ cái chỗ cơ vọng hay là? Đính vô trong cơ vọng đồ, đính vô cơ sâu vô bờ trên sụn cho chắc. Đến như vậy trên sổ cho nó chắc, là nó cuộn sâu hơn, em hiểu không, nó cuộn sâu hơn, thì có thể là nhiều khi là em cái da nó đã lỏng lẻo so với lại cái ở tổ chức bên dưới rồi, khi mà nó cuộn lỏng lẻo thì có thể là cái da nó trọc lên trên, thì cái nếp gấp da cái người này nó có thể là nó có nếp mấy á, nó có nếp 2-3 gì đó, nó có những cái nhưng mà cái sẹo sau này cái sẹo nó mờ đi luôn thì nó lại không nằm ra cái vị trí của cái nếp mí, mà nó lại nó di chuyển lên xíu, cho nên là thấy cái nếp sẹo đó là do cái da nó trùng quá, nó lỏng quá thôi. Thì thời gian sau, nhưng mà vậy là thời gian sau thì nó cũng thòng vô, nó cuộn vô mà nó cuộn theo nếp gấp của cơ, tại vì lúc đó em đang cắt bớt da thừa rồi, thành ra nó đang thiếu cái da, thì cái sẹo nó sẽ đưa lên trên, tức là cái lằn khâu da của em á, nó đưa lên trên, thời gian sau nó cũng cuộn vô, thời gian sau nó cũng vô, nó không cắt gì đi ra được chưa, có thể lúc đầu nó chưa có đi dính hẳn vô tổ chức bên dưới, cho nên nó còn lỏng lẻo, cho nên nó trượt lên trên ra khỏi cái nếp gấp của mi, em biết không, cơ nó đi theo cơ, còn da nó đang đi theo da, da nó đi ra đi theo da, cho nên nó trượt lên một chút, nhưng mà do lâu dần nó cuộn thì nó gấp cuộn, da nó sẽ đi theo, nó cũng vô lại. Tại lúc đầu do em cắt da nó đang thiếu, cho nên da mình nó lại không có đính vô trong cái cơ nếp gấp của mi, cho nên nó làm nó trượt lên trên, nó trượt lên trên thời gian sống trượt xuống à, cũng phải mất mấy tháng nó trượt vô được. Không, chưa ra trượt chưa đâu, cũng phải cái năm á, cả năm á nó mới chui được, cả năm cái nếp da của em nó sẽ chui vô trong nếp gấp. Dạ, em phải hiểu gì nè, nếp da nó khác nếp gấp, em hiểu gì đó. Còn nếu như em sợ lên ngay đầu đầu em muốn đính cho nó chắc chắn thì em đính vô cái bờ trên sụn để nó đi theo nếp gấp cơ đơn mi luôn, em hiểu không. Còn cái này á, có thể là tổ chức da nó không có chắc với lại cái cơ đơn mi, không chắc cái cơ vòng mi ở bên dưới, cho nên khi nó cuộn vô thì cái thằng này nó đang ở trên này nè, nó không cuộn vô tại thiếu da mà, em nói chắc da mà thiếu da thì nó trượt lên trên ngoài cái nếp gấp cơ, thì phải hiểu là nếp gấp da và nếp gấp cơ đó, thành ra nó giờ nếp gấp da nó trồi lên, dù thời gian sau nó phải cuộn vô nếp gấp cơ chắc chắn, nó không thể nào làm mình nó được, nó sẽ cuộn vô, thì khi nó cuộn vô thì em sẽ thấy là cái lằn nó chuột từ từ nó chui vô dần trong mấy tháng trời đó, nó chui vô dần. Còn nếu mà mình đảm bảo ngay sau khi mổ xong mà nó chui vô luôn thì mình không vô, đính vô bờ trên sụn mi, đính vô cơ vọng thì cũng như không, tại vì cơ vọng nó cũng đâu có nằm vô trong cái cơ nếp gấp cơ, hiểu không, cơ vọng nó không đi theo nếp gấp cơ, nó đi ngang, mình đính nó vô làm gì, em đính nó vô cũng gì không, nó cũng chặt lên trên, hiểu không, đính vô bờ trên sụn là cái chỗ mà cái nếp gấp cơ nó sẽ cuộn lại, em mới nhớ đâu đâu em là nếp gấp cơ rồi nếp gấp da, mà hai thằng nó phải trùng nhau thì nó thành ra một nếp gấp làm biết đôi đó, cho nên là mình đừng có nhầm cho nó, mình nhầm cho nó, cho nên nó mình ấy cho nó, thì những trường hợp mà da nó lỏng lẻo quá mới bị như của em, hiểu không, da lỏng lẻo quá là nên khi nó cuộn vô thằng đó nó ở nơi, cho thằng cơ nó nằm nơi, thì nhưng mà một thời gian sau chắc chắn chui vô, không thể nào đâu mình nó được, không nó không tới là nó chui vô rồi chứ không nó tới mất rồi, nó không tới là mất rồi, dễ gì nó chịu thôi, cứ sẹo lên trên cho nó mất rồi em chứ dễ, nhưng mà lâu giờ nó cuộn vô nó không thấy có gì hết trơn nữa, không thời gian sau nó cuộn vô còn gì nữa không, bây giờ hiểu cho kỹ chỗ này chưa, thắc mắc cái gì nữa không. Đây, cái này là mổ phẫu thuật tại mí nè, cả hai cái trên 1cm, đường dưới 1cm đều phẫu thuật tại mí, và nâng cung mài thì có hai cách nâng cung mài. Ở đây chúng ta đo, thì chúng ta đo của nâng cung mài là lấy cho cái nếp ở dưới, nhưng mà chúng ta chỉnh tiến lên ở trên nha, đo nó mới đo trên, mà đo dưới này cũng theo cái nếp đơn mí đôi nha. Còn nếu mà một mí nha, nếu mà trường hợp nâng cung mài mà một mí này á, thì cần gì em chỉ đo là theo cái ở dưới này là em định ra đó, là ngay bờ trên sụn là 8 ly, cách bờ 8 đường 8 ly, rồi từ đầu bờ trên sụn 8 ly đó, một cái đường tưởng tượng đó mình vẽ ra là lên tới cái chỗ mà đỉnh da, nếp da mà mình bị thừa đó, mình đo nó ra thì nó ở dưới này nó là cho mình là mấy ly á, thì mình tỉnh tiến lên đoạn này, hiểu không, mình tỉnh lên này, ở trên này mình nhìn tỉnh tiến lên đó, đo là đo dưới rồi tỉnh tiến lên trên. Hai cái điểm có hai cái đầu mình xác định ở đâu,
hai đầu mình cũng đo chuyện thế này luôn, hai đầu đây cái bụng cũng theo ngoài cái trong y gì luôn, tỉnh tiến lên trên luôn, tỉnh tiến lên trên luôn, đây cô giải ba điểm nè, chỗ nào cũng phải đo ba điểm hết trơn á. Nhưng mà hai cái điểm kìa, hai bên mình xác định chỗ nào để mình hai điểm nào, hai cái góc hai bên hai ngoài này hả? Dạ. Hai cái này là nó đi theo cái này nè, đánh cung nó vậy, là hai cái này cũng là tặng này luôn, đánh cái vòng tròn nó thôi, cua nó lại cho đẹp luôn. Không, cô ý anh là ví dụ những cái điểm chính giữa là mình đo từ chính giữa hai mi, nhưng hai cái điểm này với hai điểm này thì mình lấy mốc nào để mình xác định được cái điểm để mình đo lên. Đây cũng vậy đó, mình đo từ ngay chỗ khe ngoài rồi khe trong là mình được tỉnh tiến lên thì cũng vậy, tỉnh tiến lên hai đầu của chân mày, đầu trong với đầu ngoài. Cái đỉnh khe luôn hả cô? Đỉnh khe này luôn hay thì cũng vậy thôi, cô đã nói tỉnh tiến lên mà, cô đã dùng cái từ tỉnh tiến cho em biết là tỉnh tiến, tức là mình đo khe trong khe ngoài ở chỗ dọn giữa và ở khe trong và khe ngoài tỉnh tiến lên hết luôn. Thì tỉnh tiến lên nó ở đầu trong, đầu ngoài chân mày thì nó là của khe trong, là ở đầu trong. Còn ở đầu ngoài thì là của khe ngoài, đi tỉnh tiến lên thôi. Không có gì thay đổi, con số thì cũng như vậy. Đây là một con số không thay đổi mấy em nha. Không có chuyện gì thay đổi trong chuyện này hết trơn. Nếu mà chúng ta mà di dịch sai á thì là chúng ta sẽ lãnh cái hậu quả là nó thiếu da. Mấy em biết là thiếu da là nó rắc rối rồi. Ghép da đủ thứ trơn rồi, nó trợn mắt, nó mắc đờ đủ thứ trơn, cho nên đó là khi ở đây là một cái công thức là mấy em phải bắt buộc phải nhớ nha, một cái công thức bắt buộc phải nhớ, không thể nào đi học cái thẩm mỹ này là phải làm cái chuyện đó. Rồi cứ nói cô, cái tìm kiếm da của lưng của mày á, cô vẽ vậy thấy là cô tìm kiếm góc ngoài góc giữa góc trong đều bằng kích thước nhau hết, đúng rồi dạ. Đúng rồi, thì em thường thấy là cái da thừa là góc góc giữa và góc ngoài là bao giờ nó cũng nhiều hơn góc trong, như vậy nếu mà cô vẽ vậy thấy là cô tìm kiếm góc ngoài giữa góc trong đều bằng kích thước nhau hết, đúng rồi dạ. Đúng rồi, thì em thường thấy là cái da thừa là góc giữa và góc ngoài là bao giờ nó cũng nhiều hơn góc trong, như vậy nếu mà góc trong mình tìm kiếm đều bằng nhau hết vậy thì góc trong có thể nó bị kéo quá mức. Không, nâng cung ngoài em không sợ bị kéo quá mức, sợ thiếu nữa. Thường là nó thừa ít lắm, thì bây giờ nếu mà trường hợp như là ở đây á, nó không thừa thì em có thể kéo cái đầu này nó nhỏ lại chút thôi. Nó dù chẳng hạn như là nó ở đây em đo ra ở đây nó có 4 ly vậy, thì ở trên này của em ở đây cái bụng ngay đây nó 8 ly, ở đây 4 ly, thì ở đây em có thể vẽ nhỏ lại cho 4 ly. Ở đầu này vậy, nếu nó hơi to chút xíu thì vẽ cái bụng này to chút xíu 10 ly như vậy. Em vẫn được quyền làm đó, tùy theo. Nhưng mà cô nói cho trước là thường á mấy cái này á là mấy cái loại như này nè, tại vì người ta có thể nâng cung mày á bán phần chứ không phải nâng cung mày toàn phần. Có khi á là cái da thừa nó nằm ở góc trong nè, thì người ta là như thế này. Có người đó họ thừa chút xíu đây thôi. Đó họ thừa, góc họ thừa chút xíu đây thôi. Họ thừa họ thủng xuống chút xíu rồi thôi, góc ngoài họ vẫn đẹp nha. Cái góc này cũng đẹp. Thì lúc đó, đó người ta sẽ đo cái đoạn này và người ta đánh cái dòng này nè, là đánh cái bụng này cho nó bằng cái này, bụng thừa này. Còn đoạn này là mình liếp lại. Có những trường hợp đó là nó bán phần là vậy đó. Tại vì không phải lúc nào họ thừa cũng toàn phần. Nhưng mà có lúc đó thì họ thừa như thế này. Họ thừa làm sao đây nè, ở đằng trước họ thừa gì chưa á, chỗ này nó thụng xuống. Đó cũng nhiều lắm nha. Đó nguyên cái đoạn này là đoạn thừa của họ nè. Thì lúc đó đoạn đầu này của mình á, nó sẽ nhọn. Cũng tù á, nhưng mà mình vẽ nó bớt lại. Tại vì nó đoạn này nó không thừa, thì mình vẽ bớt lại, có thể đoạn này nó khoảng chừng 3, 4 ly, 2, 3 ly gì đó. Đoạn này bắt đầu nó to ra. Cái bụng này nó phải to, rất là to. Thì theo cái đoạn thừa này, nó có thể lên tới 8 ly, 9 ly gì đó. Nếu mà đoạn này nó thừa nhiều, nó thành ra cái đoạn này đó là mấy em vẽ thì nó sẽ ốm lại. Trên kia vậy, cung mài cũng vậy thôi. Tức là nếu nó bị toàn phần thì mấy em đo toàn phần như nãy cô nói. Còn nếu nó bị bán phần thì mình chỉ làm một phần vậy thôi. Có nhiều cái đó là nhiều khi mấy cô đo cái này đó là không sử dụng cái đầu này luôn, là mình chỉ lấy chút xíu da cái này. Nguyên đoạn này nè, mình cắt cái đoạn này đó, đánh cái bụng to nè. Nhiều trường hợp phải làm vậy cho nó lên cái chỗ này hơn. Mà cái này nó hay áp dụng trên lâm sàng lắm, hay bao nhiêu ca phải làm vậy. Ca này mổ cái kiểu này cũng vậy. Lấy cái miếng da như này lên cho nó kéo đoạn này lên. Ở đầu này của người ta không sao.
thành ra đó là nó sẽ nâng cung mài toàn phần với bán phần, à, bán phần với toàn phần. Cái trên dưới cũng vậy, giống nhau vậy, thì em có thể tùy ý vẽ, có thể là vẽ cái này á, dưới cái này nó thừa nhiều thì dưới này mình vẽ ở đây ngược lại, mình lấy cái bụng này nó to ra. Nhưng mà cái ở trước này ít lắm, mà thường là cái sau này nó nhiều. Ít này hiếm khi nào mà thừa nó nhiều, thường nó thừa là đuôi, thường đuôi thì ít khi nào em mới sử dụng cái bụng này to mà cái đầu này nhỏ. Thường là cái bụng bụng của đằng sau này to là đầu nhỏ. Cái này là con hay hậu mổ thường lắm, cái này thường xuyên. Còn cái này cũng chưa bao giờ phải mổ cái đoạn đầu này, chưa bao giờ mổ được đầu. Hoặc là như thế này, ở đoạn này nó thừa nhiều nhưng mà để nhìn cái đình giả này nó xấu, thường cô cũng cho cái đoạn này nó nhiều chút xíu nhưng nó cũng nâng luôn cả toàn cái cung luôn, nhưng mà ở đây đâu cần tốt gì đâu, nó động mắt ra họ mình kéo cái đuôi nè, họ mất ra, cho nên nó là cái đầu mình đo nó để cho nhìn đỡ xấu xí đường mổ mình á, mình kéo ra đây luôn, kéo đây nó cũng đo đâu vô hại không bị gì vậy. Em lên nhiều khoảng 3 ly gì cái đoạn này, 3 ly gì đó, còn cái đầu này là chính để nâng cái đầu này, chứ ai vẽ mà dám kẹt. Phần lớn là vẽ cô thường á, nếu mà có vẽ là cô vẽ luôn giống như toàn phần vậy, nhưng mà ở cái đoạn phía cuối thì nó ít hơn, còn đoạn đầu nó nhiều hơn để mình nâng cái đoạn nào. Nhưng mà chưa làm cái này, bây giờ làm cái bụng kia có, bụng này có nhiều, nó thường phía đuôi cuối nhiều. Rồi có gì thắc mắc nữa? Bà điều quan trọng là thiếu người ha, mấy em chưa đủ 2, 4, 6, 8, 10. Mấy em kia đó là thiếu rồi, xong mốt lại thắc mắc là hỏi nữa. Cái bài này mấy em đó, nếu bạn mượn thì phải truyền đạt cho tôi nha. Có ai đây nhờ không? Nhờ mấy em lấy bài của em lại không? Có. Cho nên cái đoạn này nó rất là quan trọng. Cô còn em hỏi thêm tí nữa. Hỏi đi. Cái chỗ mà cắt da thừa cô là sau khi cắt da xong thì đến ý là tại vì cô đó để an toàn á, cho nó cái nếp da nó khớp cho nó bí á, thì mình sẽ đến xuống và đều chuẩn bị. Thì như vậy là bệnh nhân đã có hết bí là 2 bí rồi, và vì lại làm như vậy thì cũng như là tạo bí đôi ban đầu của cô, thì thấy như vậy nó có, thấy là em nghĩ là nó có giống như là em không cần đính nhiều mũi, mà em có thể cho đính 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi gì đó tùy em thôi, để em đảm bảo rằng đó là da của em nó không trượt ra khỏi cơ, nếp gốc cơ. Tức là mình đính 1 mũi gì mình ở giữa cũng được, không vấn đề hết, miễn sao cho nó để ra, cho nó đừng có rời ra như trường hợp của em. Thì mình đính, mình đâu có cần phải đính như từ đầu là mấy mũi, mà mình có thể đính để cho da nó cảm giác da nào quen, cho đi theo cái cơ cơ mình treo đó 1 mũi nào cho nó dính vô. Còn gì không em? Có gì nữa mất không? Hỏi nhớ đi, tại này phần này còn quan trọng mình nè. Bây giờ đây là cái cách để đo đạt, cũng như là để mấy em nữa là mấy em làm da thường cũng vậy, mà làm bằng cái laser thì cũng thế thôi. Tất cả đường đi theo đường mổ này do cái khởi đầu ban đầu em phải tạo cái đường nếp da. Cho nên đó là khi mình có cái đường nếp da đó rồi thì mình dùng dao gì mình cắt cái đó mình. Không được. Dao điện không được, nó dùng cái ấy hả? Không được, cô nói là cái cơ bản là như cô là cô không có cắt bỏ gì hết cô. Đúng. Dạ, như vậy thì khi ngày xưa cô có cắt mà giờ không cắt nữa. Là từ hồi lúc đi Mỹ tới giờ là hai nó mọc, tới giờ mới cắt. Dạ. Vậy sau khi mình cắt cái da dư rồi cô, phải bóc tách cái cơ bọc ra để mình đi xuống chuồng luôn. Là sao? Tức là khi mình cắt da dư rồi, thì còn cái cơ bọc. Thì nếu mà mình muốn đi một mũi xuống bởi trên chuồng mình, thì mình phải bóc tách rồi mình phẫu tách cái cơ bọc ra. Không, em cứ không da vô trong cái em sợ thấy cái sụn thì em chui cái mũi kim vô trong sụn chứ cần gì còn đưa ra da. Em mới sợ được cái sụn, cô nói là cái sụn bờ trên của sụn là cực kỳ quan trọng, nó là cái mốt giải phẫu mà mình bắt buộc phải đi theo. Em cứ bóc tách cái cơ nâng mi ra khỏi, lấy bắp ngang ra khỏi đó, bóc cơ nâng mi ra khỏi cái bờ trên sụn cũng là từ đó mà ra, rồi không chỉ vô tất cả mọi thứ đều cũng từ đó mà ra. Còn khi nào mà em cần đến cái chuyện mà em kéo cái cơ nâng mi á để cho nó trượt ra trước á, để cho cái chỗ bám nó đi ra trước á, như mấy lần cô giảng là do cái một mí á, nó đi ở trên cái phần bờ trên sụn á, từ đó mình đưa ra mặt trước thì lúc đó là mình gấp cái cơ nâng mi rồi, cho nên là mình đẩy nó ra trước thì cái mũi kim mà nó đi khác. Mình nói luôn chui vô trong cái cơ nâng mi luôn, chứ không phải chui vô trong cái bờ trên sụn. Còn cái này là em chỉ đính da để cho nó tạo nếp gốc cơ theo nếp gốc cơ, cho nên em phải đính nó trên bờ trên sụn. Em hiểu rồi, nếp bờ trên sụn rồi, nhưng mà tức là mình dùng tay sờ cái bờ trên sụn rồi mình
Đúng rồi, mình đưa chỉ vô luôn da, xong rồi chui xuống ngoài trên sụn đi ra da. Như vậy là cái chiếc mùi chỉ nó sẽ chui từ qua da, chui qua cơ bọc, chui xuống sụn và đi lên. Ừ. Không cần phẫu tích cơ bọc. Không gì phẫu tích cơ bọc gì nữa. Tại vì khi mà em á, lúc đầu gọi đầu em không có tách cơ bọc nó khỏi da đó, thì là cơ bọc nó đang dính vô da thì em chui qua da nó dính luôn cơ bọc đi theo rồi. Nhưng mà có nhiều trường hợp cơ bọc nó dày đó thì mình không sợ được cứ bật lên sụn đi thì sao? Nói vậy thôi đừng mổ nữa. Nói chung em tôi tức quá là khỏi mổ nữa. Bắt buộc phải sờ dần ra được cái bọt trên sụn, trừ khi nào mà nó không có sụn mi. Em nói sao kỳ vậy? Cái sụn nó bắt buộc phải có nó mới ra tạo được cái nếp gấp mi. Mà bây giờ em không sờ được cái bọt trên sụn, em không làm gì nữa hết trơn vậy con khỏi mổ luôn. Nha. Cái đó là cái đó là bắt buộc rồi. Không thể nào mà nó không sờ được chứ, không sờ được có tiền cho ra. Chỉ có cái là tay mình dở, tay mình nó bị sao là mất cảm giác rồi cho nên không sờ được cái bọt trên sụn. Nha. Cái bọt trên sụn. Nha. Cho nên nó là cái đó là cái bắt buộc là phải có, làm gì mà trên sụn không có trên đời này. Còn cơ một mi có dày cách mấy đi nữa đó, nó dị dạng sao nó dày cách mấy mà dị dạng, chứ từ xưa giờ cô chưa có thấy dị dạng cơ một mi nào mà dày lên mà để nó nổi không sờ được cơ một mi, cơ sụn mi trên nó chứ. Nó nói câu đó rất là vô lý nhá. Rồi còn gì nữa không em? Em nào bây giờ lấy tay sờ lên cũng thấy vào trên sụn hết trơn á, mà trên cái hỗn trường của mình đó, mình sờ còn dễ hơn nữa. Làm sao nó có được, em chỉ cần đưa tay vô là cái ngấn của sụn nó ấn vào trong cái ở dưới là nó thụt xuống á, cơ nó đè xuống ở trên này, bò trên sụn nó lòi ra liền. Dùng bất cứ dụng cụ gì, tay hay là dụng cụ gì thì em đép xuống cái là thấy bò trên sụn nó lòi ra. Còn nếu không lòi ra thì cứ canh đúng từ cái bò mà có lông mi này nè đến cái 8 ly là ngay đó em ấn cái dụng cụ xuống mà nó lòi mi ra. Làm sao không có được, không có cách gì mà không tìm ra bò trên sụn. Đó là cái móc giải phẫu cực kỳ quan trọng, không tìm đến nó khỏi mổ. Rồi còn gì nữa không em? Còn gì nữa không? Cần nói gì nữa không? Sau phần tiếp theo đi cô. Sau phần tiếp theo là thừa da bên dưới. Nhưng mà thừa da bên dưới này á, là nó có một cái bài khó. Nó nằm ở trong gáy á. Bây giờ thừa da bên dưới thì cô giảng cho mấy em tương đối thôi. Bữa nào mới đập lại mới được. Tại nó quá nhiều đi, thừa quan dưới đó nó cực kỳ quan trọng này, nó nguy hiểm lắm. Thừa da bên dưới đó, nó đo còn khó hơn này nữa. Bây giờ nghe cho kỹ đi, lấy ra một ngày mà học chuyên 2 lần đo là thấy quải rồi. 2 lần đo nữa. Thừa da bên dưới người ta không kêu là mọng, cái thừa da bên dưới là kêu mọng thừa, tức là đang có túi thừa nè, nó kêu là cái túi thừa đó. Đó túi thừa nó từ độ nhẹ cho đến độ nặng, nó thừa ít, thừa trung bình và thừa nặng nó thõng luôn, cái túi to trải nghĩa xuống dưới này luôn. Mấy em thấy chưa, có thấy người nào thõng cái túi to gì chưa, thõng xuống cái túi to, nhất là đàn ông á, đàn bà hết trơn, mà đàn ông không biết sao nữa mà thõng cái túi to thật là to luôn. Thì cái đó là nó kêu là túi thừa, mọng thừa, đẹp vô cho la dít á, chứ không phải là chỉ có thừa da mi. Cho nên cái này á, là một cái rắc rối ở trong cái mi dưới này á, chứ không phải đơn giản mà mấy em chỉ có cắt da thừa như trên. Tại vì nó đi kèm với đây á, là những cái dây chằng mi nè, nó lỏng lẻo nè, bách ngăn như thế này nó keo nó lỏng lẻo nè, nó đổ hết ra, mở nó trào ra. Rồi mô liên kết rồi ở trong á, nó tạo một cái nước ra, cho nên mình thấy mọng thừa nó trong mình nhìn nó xấu xí á, là tất cả tổ chức này ra. Cho nên nếu mà nói là mình chỉ cắt da thừa không á thì nó không đủ. Cho nên những trường hợp mà nó nhẹ đó thì mấy em mới là cắt da thừa không. Còn nếu mà từ trung bình cho đến nặng ra đó, tức là mọng thừa nó tạo thành cái túi thừa từ 1 cm, cái mọng thừa đó nó lòi ra trước á, thì như vậy á là lúc đó là chúng ta sẽ phải xử lý luôn, là mấy em phải treo cái mí lại. Chứ mấy em chỉ xử lý cái da không mà không có đủ. Cho nên đây là một cái bài học rất là khó. Mà ở đây là cô muốn nói với em là mấy em phải đo đạc rất là kỹ. Người ta muốn làm cái này á, nếu trong trường hợp mà chỉ có nhẹ trung bình nặng nè, trung bình và nặng đó, chỉ cái loại nhẹ đó là chúng ta chỉ cắt da thôi, tại vì nó không có liên quan gì tới cái chuyện mà phải treo mí hết trơn á. Thì lúc đó nó làm cắt da. Thế thì cắt da nó sẽ làm cái gì? Nó liên đới cái gì? Cắt da nó liên đới cái khe trong mặt ra ngoài. Và cái đường sẹo để lại thì ở đây á, là mình chỉ đi đường sẹo song song với bờ mi, cắt bờ mi 1 ly, 2 ly là cao,
tức là cái đường da của mình đó, nó phải đi từ khe trong đến khe ngoài nha. Đường da, đường đặt da của mình đó, đi từ khe trong đến khe ngoài. Thế thì như vậy là mình đo làm sao đây? Đo mình dựa vô cái gì để mình đo, mình tính toán nó da thừa? Đó là một cái bài toán rất khó mà nhiều người á, người ta không có tính ra được. Cho nên đó là người ta sẽ kêu em á là cứ cắt da thừa này ra, cắt một lần gạch này ra, rồi sau đó mấy em kéo cái da này nó xuống xong xong với lại cái khe bên dưới này cũng là chiều khe nữa, chiều khép của khe bên trên là chiều khép khe bên dưới này, thì cái đường gạch da của mình nó là song song với là chiều khép của bên trên nha. Khi mình kéo đường gạch da này rồi thì cái đường gạch da của mình như thế này ra rồi, thì nhiều nhà phẫu thuật viên rất là đơn giản vấn đề của em, nhưng mà cô thì không đơn giản, người ta chỉ nắm cái da này lên thôi nha. Mấy em đọc trong sách là mấy em chết đuối luôn, nắm cái da này lên thôi, rồi đó là người ta kéo da ra, người ta thấy cái gạch da nó tịnh tiến lên đây đó, và cái động da này nó thấy là kéo ra được bao nhiêu thì người ta cắt, nghe ghê không, cắt đọc đi, đọc sách đi, hoặc là nhìn mấy thầy rồi mỗi tuần viên mà mổ mí này nè đó, người ta kéo cho nó lên trên này, cái xong cái đoạn này nó thừa ra, cái người ta cắt ra đớp ngay cái miếng này đi, lấy ngay cái miếng này đi, có hiểu không? Nghe không có nghe để là không làm sao em nghe được để mà vô trong đầu của em để một cái con số để mà mấy em làm được cái này. Tại vì cái này là theo tùy theo từng tay nghề, cái này nó tùy theo từng tay nghề, các em kéo lên cái độ kéo em như thế nào là đạt, để mà em lấy cái da này đi. Cô giảng vậy cô cũng biết nói sao nghe hiểu miệng quá, giảng sao cho em hiểu, nhưng mà đó là với cô nó không đi bằng cái đường đó, mà cô là con số và là cách đo. Nhưng mà người ta lướt qua một cái đo luôn, ở đây là người ta lướt luôn cái đo luôn, người ta không cần cách đo nữa, em chỉ kéo giặt da lên đó, kéo ra nó lên tới đâu á thì cái đoạn đó được coi là đoạn thừa, và người ta cắt ngang nó để một đường da như thế này, người thả xuống là khâu lại thôi, khâu đính lại thôi là xong rồi đó, đơn giản là một cái phẫu thuật. Dạ thưa, vậy là xong rồi, nhưng mà nhìn vậy mất dạy sao mấy em nữa, mà cô thì cũng chưa bao giờ làm cái kiểu này, cô là làm cái kiểu khác, nó đơn giản thôi, cái vấn đề là phải nhìn ra được cái ổ thừa nó động chỗ nào nha. Bây giờ ở dưới bên dưới này kia nó có một cái bọng thừa như thế này, bọng thừa đó chút đây, hay là bọng thừa nó nhiều hơn chút đây, và bọng thừa tệ nhất là mức độ 3 nặng như này, rớt một cái túi rất là to. Thế thì như vậy em nhìn ở đâu mà em ra được cái chỗ nào là thừa nhiều hết? Thừa là da nó đổ, những vách ngăn nó ra, mỡ nó trào ra, vách ngăn nó yếu đi, dây chằng nó yếu đi, nó đổ ra. Nhưng mà còn đoạn da thừa thì nằm đâu? Tại vì ít ra thì em phải cắt da, nó là một cái túi thừa, nhưng mà có da thừa đi kèm theo, em không cắt da làm sao mà nó hết được, phải không? Em có treo mí, treo rồi cái đã đời, xong đã đời cái xong đó là coi như là sau đó là da nó trùng lại rồi, cái đoạn da nó còn dư ra lấy quăng đi đâu đó, thì nó trùng lại cái này à. Cho nên chúng ta phải định ra được cái da thừa nha. Định da thừa từ lúc mà ở một bệnh nhân trẻ, cô là làm theo cái công thức của cô, là bệnh nhân trẻ cô làm rất an toàn, bệnh nhân già cô làm an toàn. Mấy em nghĩ là nó rất là khó, nhất là bệnh nhân mà bị mấy người mà nó bị thâm da đó, thâm da bi đó, nó thòng quần thâm á, quần thâm đó, em mới tính toán để em lấy cái chỗ nào ra để cắt bớt cái da đi, để em giảm bớt cái quần thâm cho người ta đó. Thì như vậy á, là bây giờ cái cách tính toán vậy thì ớn quá, nhưng mà phần lớn bây giờ người ta đang làm này. Nhưng mà cô không thể nào để mấy em thả lỏng em ra mà làm cái kiểu này thì nó rất là ghê gớm. Tại vì là không có một con số nào là rất là dễ lật bi. Em nào mà làm dở quá lật bi, em nào mà biết cẩn thận thì kéo lên, cắt chiều phải thì nó còn thừa, thì da bi vẫn còn trùng. Thế thì như vậy là cô sẽ cho em một cái con số, và cái con số này mấy em phải nhớ nha. Thứ nhất, phải nhìn ra được cái ổ của cái da thừa, nó sẽ nằm trên một cái nếp gấp. Chắc chắn là khi nó thừa nó sẽ làm cho nếp gấp da nó trùng lại, và nếp gấp da trùng lại là mình nhìn thấy ở khe bên trong nha. Ở mấy em lên đây, có những cái em nào mà có thừa nếp da cô sẽ chỉ cho con, không có cô không chỉ ra được cho mấy em coi. Đây anh là anh có bọng thừa nè, bọng thừa của anh, không có cô không chỉ ra được cho mấy em coi. Đây anh là anh có bọng thừa nè, bọng thừa của anh này là bọng dạng trung bình nhớ mấy em. Anh này anh đang là dạng trung bình, em thấy cái chỗ này nó trào ra nè, cái vết da này đang rất là yếu, anh trào một cục mỡ ngay rồi nó lồi mỡ ra đó, là ở mặt dưới của nó là vết nhăn á, ở trong là mỡ ra đây, chỗ này mình sẽ thấy mỡ ở chỗ này. Thế thì như vậy á, là mấy em thấy là cái nếp lành da mi của anh á, nhìn đây,
cho em có kiến rồi. Sẽ thấy cái nếp cằm da nó gấp lại. Có nhiều ông á, ổng đo nè, ổng đo cái cục mỡ đây nè, ổng đo lát tí xíu coi cái phim video nó cục này, ổng cắt cục đây, cái ổng cắt cục qua đây, ổng cắt tí xíu em coi cắt, ổng cắt vui lắm. Còn của cô á, bây giờ ở đây nè, anh này ổng chưa có nếp gấp hả? Em nhắm mắt lại đây. Em mở mắt ra. Mở chặt mắt ra. Bây giờ ở đây nè. Ở đây mình không thấy được cái nếp lành rất rõ thì, nhưng mà anh này ổng có một cái nếp gấp ở đây nè. Cái nếp của cái bọng trước khi anh ra cái bọng này á, anh có một cái nếp ở đây. Cái nếp này nè. Nó đi phía trên của cái bọng á. Mèo hiểu không? Nó được xem như là một nếp gấp, nhưng mà tại thật ra đó, tại vì cái này của ảnh mở nó độn quá cho nên nó không thấy gấp. Như em đeo lại nhắm lại, như là mở ra mở lớn ra. Đây nè, nó sẽ làm ở chỗ cái đoạn này. Cái này là đoạn trên của bọng á. Đoạn trên của bọng á là mình xem những nó gấp, có nhiều người có nếp gấp rõ lắm, một cái lần luôn á. Nhưng mà anh này anh không có thì ở đây sẽ được gọi là nếp gấp của ảnh. Nếp lấp gấp của ảnh là nếp, cái nếp đó bắt đầu á là cái chỗ đoạn đó là nó sẽ là một cái đoạn thừa ra đó. Nha. Đoạn thừa ra tại vì nó yếu đi cho nên nó mới phồng cái này ra. Cho nên đoạn này được gọi là đoạn thừa của cái phía dưới. Đây này nè, nó sẽ là cái anh của con này nó vậy nè. Anh có một cái cục bọng này. Đó. Thì cái này của ảnh á, là cái này cô xem như ảnh á, bình thường á người ta sẽ có một cái lằn ra đây nè. Nhưng mà anh này nó không tạo được cái lằn đó. Cho nên á, đoạn này vẫn được coi là đoạn thừa. Bắt đầu đó, đây ở đây đoạn này đó là đoạn thừa từ cái phía dưới này ra, từ cái đoạn có lông mi này á, bờ có lông mi này ra tới đoạn này được xem là một cái đoạn thừa ra nha. Cái đó là cái con số để cô định cho em á, làm em phải nhìn ra được cái đoạn đó để em đo cái da em lấy chỗ nào nha. Thì cái chỗ này anh này anh đang có cái cục thừa ở đây nè, anh đang có một bọng thừa mở đây nó lồi ra. Thì như vậy á là ở trên anh này á là như vậy á, cái nếp mà ngay chỗ này là nó sẽ được hình thành là cái đoạn thừa da nó tính từ cái này xuống nha mấy em. Đây là một con số mà mấy em phải định ra được, và mấy em phải có để đi trong số chứ không chơi đi chỗ này. Bây giờ mấy em định ra cái đoạn đó thừa mà nó có nếp gấp thì mấy em rõ đó, tí xíu qua em gác em nào có nếp gấp cô chỉ nếp gấp thôi. Còn nếu không có nếp gấp thì ở đây được gọi là cái trên của cái bọng thừa đó được gọi là đoạn thừa từ trên này rớt xuống, đoạn yếu của nó cho nên nó rớt xuống nó mới làm ra được cái cục này, cho nên đoạn này được gọi là đoạn thừa nha, được gọi là đoạn thừa chứ không phải nó rớt thừa nha, được gọi là đoạn thừa để mình lấy da đó. Thì khi mà cái đoạn này được thừa thì theo cái đo nó ra con số, chẳng hạn ở đây là 5 đi nha. Bây giờ luôn lúc nào cũng là vuông góc với lại bờ mi, đúng không? Thế thì như vậy ở đây chúng ta vẽ một cách bờ của mi là một ly, lúc nào phải có một đường đi từ da trong đến da ngoài là một ly. Ở đây nó đang xuống là 5 ly thì chúng ta vẫn đo nó là 5 ly. Thế thì như vậy á là 5 ly này các em sẽ chia như thế nào để lấy cái da thừa nha. 5 ly này là 5 ly da thừa thì cái 5 ly này sẽ được chuyển qua đoạn này, đoạn này vuông góc luôn là phải là đúng 5 ly nha. Tính từ cái đường vẽ mình xuống á là đoạn này là 5 ly. Thế thì vẽ thì mình vẫn vẽ là xong cái đường này, nhưng mà cái đoạn mà lấy da thừa ra đó là như vậy là mình sẽ lấy là 5 ly. Cái đoạn này á, ở bên trong này á, 5 ly này sẽ chỉ còn nó là 1/3. 1/3 con số này, tức là anh lấy là còn khoảng chừng 2 ly, đi rưỡi 2 ly là ai còn. Nha, đi rưỡi 2 ly. Nó vẫn không xa lợi, tức là trong đoạn này. Tức là đây anh sẽ vẽ là khoảng 2 ly. Đó. Thì cái đoạn này, 5 ly đây ở giữa cái kem ly này, nó sẽ được hình thành thẳng góc luôn. Là nó là cái con số là không nữa, tức là 2 ly rưỡi nha, chỗ này. Đoạn này là 1 ly rưỡi, 2 ly gì đó. Và tới cái bụng này á, chạy ra đây luôn là 5 ly. Hoàn tất là 5 ly nha. Như vậy là mấy em sẽ không sợ nó bị lật mi. Một cái con số mà mấy em buộc lòng phải nhớ và em sẽ an toàn, không có bị lật mi chỗ nào chứ. Khi mình đo thì mình lấy ở cái chỗ đoạn trong này được gọi là đoạn thừa của mi dưới. Và cái đoạn thừa này sẽ được sắp chiếc chia ra làm 3 đoạn, ở da trong, ở giữa và ở ngoài. Thì như vậy là mấy em sẽ đi đúng theo chiều của nó, là đoạn trong mấy em đo được cái từ cái bờ mi này xuống tới cái giống như ở trên thì mình đo cái nếp gấp da đó, thì ở đây là nếp gấp của cái chỗ thừa ra
thì cái đỉnh của cái đồng thừa mà nãy anh Duyên đang có đó là như vậy của ảnh đó, giả dụ như đo được là 5 ly nha. Thì như vậy chúng ta chia đoạn trong này, vẽ cái đường vẽ y chang như là ở trên vậy đó, thì ở trong này là nhọn nè, ở ngoài này cũng y chang như kia, cũng song song với lại cái chiều xuống của khe mi bên trên, ở trên là song song với chiều lên của khe mi dưới. Thì bây giờ chúng ta vẽ đường thì cái đoạn này sẽ ăn hoàn toàn vô cái đoạn ngoài là 5 ly. Đo ở đây là 5 ly thì chuyên chuyển là 5 ly, đo đây là 8 ly, ở ngoài này là 8 ly. Nhưng ở đoạn trong này chúng ta chia 3 là 1 phần 3 của cái chiều và bụng thừa đó. 1 phần 3 ở giữa này chúng ta cũng vuông góc luôn, chúng ta đo 1 phần 2 và ở ngoài này lấy chọn luôn. Rồi an toàn 100% luôn, không có vấn đề gì hết. Đó là cái con số mà cô đưa ra, cô mổ mấy chục năm nay rồi đó, là chỉ vậy thôi, không có, không có thêm nữa. Tại vì nếu mà sai á thì nó sẽ bị lật mí. Nếu như các em khi cắt cái đoạn này ra rồi mà mấy em thấy mà thường thường là cô tính là đúng á, nó có thiếu chút xíu thôi, chẳng hạn như ở trong này nè, mấy em thấy nó hơi còn trùng trùng chút á, thì làm như vậy là mấy em có thể lấy thêm này từ một ly gì đó, nó có thể hơi sót lên đâu, cái này hơi sai chút á, thì nó chỉ sai sót một chút xíu thôi chứ nó không có nặng. Còn nếu mà mấy em nắm cái kia lên thì cũng chẳng biết nhiêu mà cắt nữa, cắt ít quá thì nó lại còn thừa nhiều, mà cắt nhiều quá thì lát đến xíu mi nó lật. Cho nên là cứ như thế này cắt xong là mấy em cứ khâu lại bình thường là an toàn, không gửi rời, không liên tục. Mi dưới là không gửi rời, không liên tục. Muốn thích khâu liên tục thì khâu, nhưng mà cứ bên dưới mà khâu liên tục nó hơi khó hơn trên. Tại vì bên trên đó là mình khâu ra cắt cái đoạn da đó tới 8 ly là mình không có sợ chạm vào bờ mi. Còn ở đây đó, nếu mà khâu liên tục mà cứ gửi em cứ vắt về mi ngang chạm gần sát cho mi em sợ lắm. Sợ nhiều khi em chạm vô trong cái giấc mà. Cho nên mấy trường hợp này mổ là phải có lắp để điện với dưới mi á, để dưới lót ở trong á, cùng đồ á. Hai là để cái ICU á, để nó lót ở trong để khi mình đụng kim là đụng kéo, đụng dao gì đó, nó đừng có chạm trong nhãn cầu. Đó là cái cách đo của bên dưới. Các em muốn làm theo cô thì em cứ làm cái này nha. Đây là một cách an toàn, có một cái con số đàng hoàng, không có sai sót gì chứ. Còn nếu mà làm cái này là trên sách vở nó có. Và một cách nữa người ta đó là cô vẫn nói đó, như nãy anh kia nói đó, là trên phim nó sẽ có. Ở đây anh có một cái bọng thừa ở đây, rồi ở đây anh có da đường ngang đây. Mấy ông Mỹ á, ổng chơi cắt cái cục lên là cắt đúng cái cục này. Đó, ổng khâu lại, ổng cho này là chỗ này chỗ thừa. Thì ổng khâu lại thì ổng không sợ thiếu, ổng không sợ kéo cái mi xuống. Tại vì á, nó được coi là thừa. Nha, em hiểu nó là thừa cho nên khi ổng khâu là cái nhúm này á, thì cái nhúm trên này nó cũng không bị ảnh hưởng, tại trên nó có căng lên chút xíu thì nó cũng không có mất mát gì, tại này đang thừa. Cho nên mấy em nhìn đôi khi mà em sẽ thấy ổng cắt chút xíu này, ở là này á, ổng cắt miếng này, ổng cắt miếng nhỏ xíu nha, vậy chơi vậy là ổng cắt vậy đó, xong rồi ổng cắt cái đây nhéo một miếng, ở đây có khi tỉnh thoảng ổng đang nhéo này miếng này. Trong phim sẽ có em coi cái phim có nhéo miếng này đó, cứ dạy ông chơi ba điểm vậy đó. Ý ông nói là chỗ nào ổng thấy thừa mà thấy nhăn da đó là ổng nhéo miếng vậy đó, chứ ông hoặc ông không chơi cắt nguyên vạt. Còn của cô á là cắt nguyên vạt và kéo cho cái da nó thẳng lên luôn đó, là đó là trường hợp trong trường hợp mà nó đó, là đó là trường hợp trong trường hợp mà nó nhẹ nha mấy em, nó chỉ giải quyết cái da thôi đó. Bây giờ nếu trường hợp trung bình với nặng này mấy em giải quyết da đâu có được gì, cho nên bắt buộc là mấy em phải treo cái mí này nè vô gì mấy em biết không, màng xương mắt. Mà thực tế chúng ta không vô được màng xương mắt đâu, mà vô là trước màng xương mắt. Tại vì mình nó muốn vô màng xương mắt là mấy em phải mở nguyên cái mở dây chằng góc ngoài ra, rồi mấy em bóc tách cho lòi cái màng xương mắt ra để mấy em khâu cái chỉ vô cái màng xương mắt treo nó thì mới là chắc chắn. Còn cái này những trường hợp này á là do vết nhăn nó bị xa xuống thôi đó, em cắt mở ra nó cũng bớt rồi đó, xong rồi em mới cắt bỏ mở này đi nè, em mới bóc tách em mở vết nhăn ra, em lấy mở ra em có thể mở ở trong. Ở trong phim á thì mấy em sẽ thấy ông ảnh đi cùng đầu dưới á, mấy ông mở ông lấy mở ra, có trường hợp ông đi cái ở phía ngoài này ông lấy mở ra, đi phía ngoài ông lấy vết nhăn ông mở ra. Còn đi cùng đường dưới á thì ông mở ngay vô là vết nhăn nó nằm ở đó, mở ngay đóng nó nằm ở đó rồi thì ông lấy cùng đường dưới cũng được. Cho nên nó bằng cách nào cũng được, đi cùng đường dưới cũng được, đi mặt ngoài cũng được, đó là lấy cái ở bên dưới này đó. Rồi á của cô thì nó khác, tức là ở đây á là cô xử lý là cô mở đường dây da này ra rồi, bật nó ra rồi thì cô chỉ đính là lúc đó em treo là treo cái gì, treo cái cơ vòng mi nha, treo cơ vòng mi với lại á, mấy cái tổ chức dưới cơ vòng mi á mình treo nó vô ở trong cái chỗ này nè, ngay cái bờ ngoài xương này, bờ ngoài xương là bên
đó, rồi vô đây thì khi em đính á là em đính cái chỉ này nè, hình chữ U đi qua cái sụn này, sụn dưới nè, vô cái cơ vòng mi ở dưới này, cơ vòng mi chứ phải da nha, cơ vòng mi thôi, vô tới cái đoạn mà em đưa cái mũi kim vô á, em chạm vô xương á, em thấy là cái mũi kim em đi vô xương, thật ra nó cũng đi trước xương thôi, trước màng xương chứ không vô xương vô được đâu, tức là cái lùng nhung ở dưới đây nè, một đám lùng nhung ngay cái bờ ngoài mắt này nè đó, mà em đưa cái kim mũi kim vô rồi em câu nó lên, em không rồi làm treo treo mí, em treo mí á, tức là ở ngoài này á mình cho nó vô cái sụn dưới này nè, thành ra cái này nó khó, cái mi dưới này nó rất là khó, cho nên là bữa nào tôi sẽ nói lại lần nữa, chứ cái này nó khó, tức là ở đây nè, cái chỉ này là mình sẽ đi vô trong cái bờ của cái sụn mi á, xong rồi mình đưa vô cơ bằng mi, mình câu nó ra ngay bờ xương hốc mắt, cái bờ màng ngoài bờ xương hốc mắt, là như thật ra là đi trước màng xương thôi, em chỉ cần cảm giác như là cái kim nó chạm vô trong cái bờ xương á, thì là như vậy là mình đang vô trong trước cái màng xương, thì em đưa lên tức là em đã treo, treo này chúng ta treo là treo tạm, tức là chúng ta chỉ tạo một cái sẹo thôi, chứ thực tế là nếu treo thật đó là em phải đi tìm mở cái dây chằng này nè, làm thấy được cái màng xương, câu cái màng xương thì mới chắc chắn nha. Thì cái này là một cách để mình tạo cái nếp gấp của cái cơ vòng mi với lại cái các cái cơ cái tổ chức ở dưới á, nó dính vào trong cái bờ ngoài này nè, nó tạo độ căng bít ngăn lên nha, nó tạo độ căng bít ngăn lên. Thật ra đó mình đã tạo cái này á là nó có thể rớt xuống, nó tạo sẹo thời gian sau thì nó cũng rớt xuống, nhưng mà do cắt da, da nó căng lên rồi, em cái này đó là em tạo cái sẹo dính của cái bít ngăn á, nó vô phía ngoài này nè, thì là nó sẽ đỡ cho cái mỡ nó trào ra, thì mình một mặt mình đã lấy mỡ rồi, cho nên 3 tháng sau mỡ nó mọc lại, cho nên đó là cái mi dưới của mình nó sẽ căng lên lại, nhưng thời gian sau mỡ nó ra lại á, cái chỗ này mà nó rớt ra đó thì nó sẽ đổ ra dần dần. Chứ đúng ra nếu chúng ta khâu bằng cái chỉ Chromic hoặc là chỉ Vitrin 50 á, thì mới mốt đó là nó sẽ bung ra, thì nó tiêu là cái chỗ sẹo này nó dính thời gian sau là có thể nó rớt ra lại. Thì lúc đó mình mà muốn dính chắc đó là em phải khâu bằng chỉ gì em biết không? Hả? Nó có cái chỉ mà màu xanh xanh đó. Hả? Ờ, cái chữ rồng len đó là cái chỉ đó, là chỉ màu xanh đó, là mình nó còn suốt đời luôn, không có tiêu bao giờ hết trơn á. Thì nó treo được cái miếng này. Rồi em giấu dưới đó, nhưng mà có khi chỉ nó lồng lên. Thì ra nó là đó là một cách để treo cái miếng này. Nhưng thực tế nếu chúng ta xử lý á, thì chúng ta để nó treo như vậy á, là coi như là nó cũng đã đỡ rồi. Còn một cách nữa người ta nó ở đây là người ta mở ra cái cơ vòng mi rồi đó, người ta xử lý cái vết nhăn thôi. Vết nhăn tức là người ta cắt bớt đi, cắt đoạn bớt đi vết nhăn, mà cái vết nhăn nó nằm ngay ở dưới dạ của cơ vòng mi á. Còn không á, em tìm ở mặt trước của cái mặt trước của che trước hốc mắt, tức là nó đi từ cái sụn mi này nè, nó đi một cái dạng sụn. Cái bên ngăn nó đi từ nhạc sụn với cái bên thành đó, cái thành bờ dưới của tức là xả mắt á, nó đi từ cái bên sụn bên dưới này nè, nhưng mà sụn dưới nó yếu lắm, cho em không sờ được bờ, sụn bên trên thì em sờ được bờ, nhưng sụn dưới em khó sờ được bờ lắm, cho nên nó là sụn dưới nó yếu lắm, cho nên nó đi đây nè. Thì một cách đó là mình đó là sờ cái bờ xương hốc mắt á, sờ cái bờ xương hốc mắt á, bờ dưới sàn cái sàn hốc mắt á, sờ cái bờ dưới đó thì đó là bên ngăn nó nằm ngay đó rồi, nó nằm ngay dưới cơ vòng mi á, cơ vòng mi nó đi trên nè. Thì người ta cắt đoạn cái vết nhăn này nè, cho nó ngắn đi, xong ta khâu nó vô ngay cái sụn, lúc đó khâu thì sụn thì trời lòi ra sụn rồi đó, nhưng sờ cái bờ đó rất là khó sờ, nhưng mà sụn á thì biết là cái mặt sụn đó, cái khâu nó cứng ngắc là sụn, bờ thì khó sờ lắm, tại nó mỏng, bờ bên dưới nó sợ mỏng hơn bờ bên trên, cho nên đó là khi đó đó mình chỉ cắt cái nhăn mắt này đi một đoạn ngay đó, là mình khâu nó lại để cho nó làm chắc cái vết nhăn của mắt lại thôi, mình chắc lại cái đoạn để lỏng lẻo rồi. Cắt nó lên lại, sau nó vô lại, tạo nên cái bát ngăn mới, thì nó ít có đổ cái ở trong ra, thì em khỏi có treo lên. Thì đó cũng là một cách để mình làm cho cái ở dưới nó mất bổn thừa đi, cách ở lòng dưới mất bổn thừa đi. Cái phẫu thuật này là phẫu thuật khó. Có gì hỏi? Hỏi này ra thôi. Thay vì nếu mà mình treo vào cái bờ xương bằng cách là mình xuyên qua sụn, qua cơ vòng xong quay lại cái màn xương, thì em cắt ngắn cái sụn bên dưới như trong cái phẫu thuật quặng bên dưới thì có treo được không? Cũng được, em cắt cái đó cũng được, nhưng mà đó là em cắt
cắt ngắn cái sụn bên dưới, sau này em cần sử dụng nữa, đủ nó xa lại nữa thì lấy gì em có gì đâu nữa mà em làm. Tại vì em thấy là khi mà em ngủ quặng bên dưới thì thường là cũng lấy luôn cả cái mỡ ở phần dưới cho bệnh nhân luôn. Và khi cắt cái đó không được, cái đó không vấn đề gì hết. Em vẫn có thể là một cách em làm cái đó thì cũng được, miễn sao nó căng cái vùng da bên dưới được. Cái đó em vẫn làm được. Các em mà làm theo kiểu của cô này cũng làm cũng được. Nó có lâu bền hơn là cái phương pháp của mình treo cái sụn đi dưới cái cơ bắp. Nó bền hơn. Nó bền hơn. Bền hơn. Dạ. Nhưng mà cái này á là mình làm cái này là mình tạo cái sẹo để cho nó không đụng chạm thôi, chứ khác. Tại vì nó không có nặng nề như trong trường hợp quặng. Cho nên đó là em có thể làm những cái kiểu này cũng được, chỉ đến một buổi đơn sơ vậy thôi. Còn nếu mà em làm cái kia thì nó nặng nề hơn, thì muốn làm cái nào cũng được. Không ảnh hưởng gì. Cái bọng ở thượng bên dưới nó khó là cái là tại vì đụng chạm cái tổ chức bên dưới này, mà thứ hai nó trọng lực của bên dưới nó kéo xuống, cho nên nó là khi mà mình đứng dậy á, mà nếu mình làm không khéo thì nó sẽ bị sệ cái bên dưới xuống, cho nên là mới ra một cái đau lòng nữa, đó là cái gì, cứ cuối cùng nó không phải chỉ sệ bi không mà nó chảy mất, nó không có úp được cái lỗ lệ vô trong được, cho nên lỗ lệ nó cứ ngửa ra, hoặc là nó nhiều khi em không thấy ngửa nhiều đâu, nhưng mà nó không có đủ độ ấp của nó để cho cái nước nó vô trong cái miệng của cái lỗ lệ để lọt vô trong, cho nên nó cứ chảy mất, là một cái phiền toái cực kỳ mắc rối, chữa rất là khó. Rồi còn gì nữa không em? Không, rồi cái điểm của mình không? Cái điểm này á, em đo từ cái ấy á, đo từ cái khe bên trong á, và đến cái điểm bọng thừa này á là em phải đo cái đoạn khe bên trong, em lấy cái đoạn thừa đó chứ em không đo sát như vậy, đoạn này sát này không lấy hết, cho nên nó thường á là ví dụ chẳng hạn đây là cái nếp gấp dài thế này, từ cái khe bên trong này trong dòng đoạn khoảng 10 ly á là em bắt đầu đo cái đoạn thừa, nó nằm trong cái đoạn khe bên trong đoạn thừa, thì lúc đó là em đo em lấy một cái con số, em biết không? Bây giờ thì giả dụ như em cắt lên đi, cô chỉ cho cái nếp gấp, em nào cũng hầu như có nếp gấp, nếp thừa hoặc nếp gấp, lên em nào lên được chưa? Chà này nãy lên chưa? Lên rồi, em cắt lên đi. Nữ nãy lên rồi, không có cô không chỉ ra được cho em coi. Đây, anh này cũng có bọng thừa nè. Bọng thừa của anh này là bọng dạng trung bình. Nhớ mấy em, anh này anh đang là dạng trung bình, em thấy đó, chỗ này nó trào ra nè. Cái vết da này đang rất là yếu, anh trào một cục mỡ ngay rồi nó lồi mỡ ra đó. Là ở mặt dưới của nó là vết da, ở trong là mỡ ra đây chỗ này mình sẽ thấy mỡ ở chỗ này. Thế thì như vậy á là mấy em thấy là cái nếp lành da mi của ảnh á, nhìn đây. Để tôi đem bắt kiến rồi, sẽ thấy cái nếp lành da, nó gấp lại. Có nhiều ông á, ổng đo như này, ổng đo cái cục mỡ đây nè, ổng đo, lát tí xíu coi cái phim video. Nó cục này, ổng cắt cục đây. Cái ông cắt cục qua đây, ổng cắt tí xíu, em coi cắt, ổng cắt vui lắm. Còn của cô á, bây giờ ở đây nè, anh này ổng chưa có nếp gấp hả? Chưa thấy nếp gấp. Em nhắm mắt lại thôi. Em mở mắt ra. Mở chặt mắt ra. Bây giờ ở đây nè. Ở đây mình không thấy được cái nếp lành gấp rõ thì, nhưng mà anh này cũng có một cái nếp gấp ở đây nè. Cái nếp của cái bọng trước khi anh ra, cái bọng này á, anh có một cái nếp ở đây. Cái nếp này nè. Nó đi phía trên của cái bọng á. Mấy em hiểu không? Nó được xem như là một nếp gấp, nhưng mà tại thật ra đó, tại vì cái này của anh mở nó độn quá cho nên nó không thấy gấp. Giờ em đeo lại nhắm lại, nhớ lại, mở ra mở lớn ra. Đây nè, nó sẽ làm ở chỗ cái đoạn này. Cái này là đoạn trên của bọng á. Đoạn trên của bọng á là mình xem như nó gấp, có nhiều người có nếp gấp rõ lắm, một cái lằn luôn á. Nhưng mà anh này anh không có thì ở đây sẽ được gọi là nếp gấp của anh. Nếp lấp gấp của anh là nếp, cái nếp đó bắt đầu á là cái chỗ đoạn đó là nó sẽ làm một cái đoạn thừa ra đó. Nha. Đoạn thừa ra tại vì nó yếu đi cho nên nó mới phồng cái này ra. Cho nên đoạn này được gọi là đoạn thừa của cái bên dưới. Đây này nè, nó sẽ là cái anh của con này nó vậy nè. Anh có một cái cục bọng này. Đó. Thì cái này của ảnh á là cái này cô xem như ảnh á, bình thường á người ta sẽ có cái lằn ra đây nè. Nhưng mà anh này nó không tạo được cái lằn đó. Cho nên á đoạn này vẫn được coi là đoạn thừa. Bắt đầu đó đây, ở đây đoạn này đó là đoạn thừa từ cái phía dưới này ra, từ cái đoạn có lông mi này á, bờ có lông mi này ra tới đoạn này được xem là một cái đoạn thừa ra nha. Cái đó là cái con số để cô định cho em á, làm em phải nhìn ra được cái đoạn đó để em đo cái da em lấy chỗ nào nha. Thì cái chỗ này anh này đang có cái cục thừa ở đây nè,
trên anh này á là như vậy á, cái nếp mà ngay chỗ này là nó sẽ được hình thành là cái đoạn thừa da nó tính từ cái này xuống nha mấy em. Đây là một con số mà mấy em mới định ra được và mấy em mới có để đi trong số chứ không chơi đi chỗ này. Bây giờ mấy em định ra cái đoạn đó thừa mà nó có nếp gấp thì mấy em rõ nó tí xíu qua em gác, nào có nếp gấp cô chỉ nếp gấp thôi. Còn nếu không có nếp gấp thì ở đây được gọi là cái trên của cái bọng thừa đó được gọi là đoạn thừa từ trên này rớt xuống. Đoạn yếu của nó cho nên nó rớt xuống nó mới làm ra được cái cục này. Cho nên đoạn này được gọi là đoạn thừa nha. Được gọi là đoạn thừa chứ không phải nó rớt thừa nha. Được gọi là đoạn thừa để mình lấy da đó. Thì khi mà cái đoạn này được thừa thì theo cái đo nó ra con số chẳng hạn ở đây là 5 đi nha. Bây giờ luôn luôn lúc nào cũng là vuông góc với lại bờ mi, đúng không? Thế thì như vậy ở đây chúng ta vẽ một cách bờ của mi là một ly, lúc nào phải có một đường đi từ da trong đến da ngoài là một ly. Ở đây nó đang xuống là 5 ly thì chúng ta vẫn đo nó là 5 ly. Thế thì như vậy á là 5 ly này các em sẽ chia như thế nào để lấy cái da thừa nha. 5 ly này là 5 ly da thừa thì cái 5 ly này sẽ được chuyển qua đoạn này. Đoạn này vuông góc luôn là phải là đúng 5 ly nha. Tính từ cái đường vẽ mình xuống á là đoạn này là 5 ly. Thế thì vẽ thì mình vẫn vẽ là song song cái đường này nhưng mà cái đoạn mà lấy để lấy da thừa ra đó là như vậy là mình sẽ lấy là 5 ly. Cái đoạn này á, ở bên trong này á, 5 ly này sẽ chỉ còn nó là 1/3. 1/3 con số này, tức là anh ấy là còn khoảng chừng 2 ly, đi rưỡi 2 ly là ai còn. Nha, đi rưỡi 2 ly. Nó vẫn không xa lợi, tức là trong đoạn này. Tức là ở đây anh sẽ vẽ là khoảng 2 ly. Đó. Thì cái đoạn này, 5 ly đây ở giữa cái kem ly này, nó sẽ được hình thành thẳng góc luôn. Là nó là cái con số là không nữa, tức là 2 ly rưỡi nha chỗ này. Đoạn này là 1 ly rưỡi, 2 ly gì đó. Và cái tới cái bụng này á, chạy ra đây luôn là 5 ly. Hoàn tất là 5 ly nha. Như vậy là mấy em sẽ không sợ nó bị lật mi. Một cái con số mà mấy em buộc lòng phải nhớ và em sẽ an toàn, không có bị lật mi chỗ nào chứ. Khi mình đo thì mình lấy ở cái chỗ đoạn trong này được gọi là đoạn thừa của mi dưới. Và cái đoạn thừa này sẽ được sắp xếp chia ra làm 3 đoạn, ở da trong, ở giữa và ở ngoài. Thì như vậy là mấy em sẽ đi đúng theo chiều của nó là đoạn trong. Nếu em đo được cái từ cái bờ mi này xuống tới cái giống như ở trên thì mình đo cái nếp da đó, thì ở đây là nếp gấp của cái chỗ thừa ra. Thì cái đỉnh của cái đoạn thừa mà nãy anh Duyên đang có đó là như vậy của ảnh đó. Giả dụ như đo được là 5 ly nha. Thì như vậy chúng ta chia đoạn trong này, vẽ cái đường vẽ y chang như là ở trên vậy đó. Thì ở trong này là nhọn nè, ở ngoài này cũng y chang như kia, cũng song song với lại cái chiều xuống của keo bên trên. Ở trên là song song với chiều lên của keo bên dưới. Thì bây giờ chúng ta vẽ đường thì cái đoạn này sẽ ăn hoàn toàn vô cái đoạn ngoài là 5 ly. Đo ở đây là 5 ly thì chuyển chuyển là 5 ly, đo đây là 8 ly, ở ngoài này là 8 ly. Nhưng ở đoạn trong này chúng ta chia 3 là 1/3 của cái chiều và bụng thừa đó. 1/3 ở giữa này chúng ta cũng vuông góc luôn, chúng ta đo 1/2 và ở ngoài này lấy chọn luôn, rồi an toàn 100% luôn, không có vấn đề gì hết. Đó là cái con số mà cô đưa ra, cô mổ mấy chục năm nay rồi á, là chỉ vậy thôi, không có thêm nữa. Bởi vì nếu mà sai á thì nó sẽ bị lật mí. Nếu như các em khi cắt cái đoạn này ra rồi mà mấy em thấy mà thường thường là cô tính là đúng á, nó có thiếu chút xíu thôi, chẳng hạn như ở trong này nè, mấy em thấy nó hơi còn trùng trùng chút á, thì làm như vậy là mấy em có thể lấy thêm này từ một ly gì đó, nó có thể hơi sót lên đâu, cái này hơi sai chút á, thì nó chỉ sai sót một chút xíu thôi chứ nó không có nặng. Còn nếu mà mấy em nắm nó kia lên thì cũng chẳng biết nhiêu mà cắt nữa, cắt ít quá thì nó lại còn thừa nhiều, mà cắt nhiều quá thì lát nữa xíu mi nó lọt. Cho nên là cứ như thế này cắt xong là mấy em cứ khâu lại bình thường là an toàn, không gửi rồi, không liên tục. Mi dưới là khâu gửi rồi, không liên tục. Muốn thích khâu liên tục thì khâu, nhưng mà cứ bên dưới mà khâu liên tục nó hơi khó hơn trên. Tại vì bên trên đó là mình khâu ra cắt cái đoạn da đó tới 8 ly là mình không có sợ chạm vào bờ mi. Còn ở đây đó, nếu mà khâu liên tục mà cứ mũi em cứ quắt về mi ngang chạm gần sát cái đoạn mi em sợ lắm. Sợ nhiều khi em chạm vô trong cái giác mà. Cho nên mấy trường hợp này mổ là phải cốc lắc để điện với dưới mi á, để dưới lót ở trong á, cùng đồ á. Hai là để cái ICU á, để nó lót ở trong để khi mình đụng kim là đụng kéo đụng dao gì đó nó đừng có chạm trong nhãn cầu. Đó là cái cách đo của bên dưới.
các em muốn làm theo cô thì em cứ làm cái này nha, đây là một cách an toàn, có một cái con số đàng hoàng, không có sai sót gì chứ. Còn nếu mà làm cái này đã trên sách vở nó có, và một cách nữa người ta đó là cô vẫn nói đó, như nãy anh kia nói đó, là trên phim nó sẽ có, ở đây anh có một cái mộng thừa ở đây, rồi ở đây anh có da đường ngang 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 đây, mấy ông Mỹ á ổng chơi chắc cái cục lên là cắt đúng cái cục này đó, ổng khâu lại, ổng cho này là chỗ này chỗ thừa thì ổng khâu lại, ổng không sợ thiếu, ổng không sợ kéo cái vi xuống, tại vì á nó được coi là thừa nha. Em hiểu nó thừa cho nên khi ổng khâu là cái nhúm này á thì cái nhúm trên này nó cũng không bị ảnh hưởng, tại trên nó có căng lên chút xíu thì nó cũng không có mất mát gì, tại này đang thừa. Cho nên mấy em nhìn đôi khi mà em sẽ thấy ổng cắt chút xíu này, ở là này á ổng cắt miếng này, ổng cắt miếng nhỏ xíu nha, vậy chơi vậy là ổng cắt vậy đó, xong rồi ổng cắt cái đây nhéo một miếng, ở đây có khi tỉnh thoảng ổng đánh nhéo này miếng này. Trong phim sẽ có em coi cái phim có nhéo miếng này đó, cứ dạy ông chơi ba điểm vậy đó. Ý ông nói là chỗ nào ông thấy thừa mà thấy nhăn nhăn da đó là ông nhéo miếng vậy đó, chứ ông không chơi cắt nguyên vạt. Còn của cô á là cắt nguyên vạt và kéo cho cái da nó thẳng lên luôn đó, là đó là trường hợp, trong trường hợp mà nó người ta chỉ dựa vô cái tính nhạy bén của mỗi thực viên thôi, tức là mấy em khi em kéo lên mấy em thấy cái độ giãn chung của nó và cái độ lỏng lẻo của nó thì chắc chắn nó lỏng á. Khi em kéo là giặt da lên thì em cắt lên tới chỗ này, rồi em kéo nắm cái đầu này, em kéo lên thì này, đây này, chỗ này chỗ nên nắm lên rồi kéo lên thì em sẽ thấy chỗ này nó dương ra rất là nhiều. Thì ở đó người ta chỉ căng từ đó ta cắt xuống, cũng song song với đường này ta cắt xuống, nhưng mà cái vấn đề là em kéo lên á là nhiều ít chỗ đó không có rồi một con số. Mà như vậy á thì các em tùy các em đó, làm em sẽ tự dự đoán được là à như vậy đó, là em cầm lên cái độ lỏng lẻo vừa đúng rồi, em cắt chỗ đó xuống rồi khâu lại rồi xong, đứng mũi vô đây khâu tất cả cái điểm còn lại. Còn với công thức của cô á thì em phải nhìn được cái đường gấp của cái ngay dưới, em phải tìm cho ra được cái đường gấp đó để em tính cái con số đó và em chia đều trên cái khoảng cách đó cho đây, thì cái con số đó được hình thành đó là cái đoạn thừa cuối này nha. Cái con số bạn đo đó là cái đoạn thừa đó của phần cuối này chứ không phải của những phần kia, cho nên khi mình cắt á mình chia ra cho nó rõ ràng 1/2, 1/3, 1/2 và toàn bộ, thì như vậy là mấy em rất là an toàn. Nếu mà mấy em không có con số kia đó mà mình cảm giác mình nhát tay á thì là mình đi theo cái con số này cho nó mình an toàn. Cái thứ hai, nếu mà mộng thừa nó nặng thì ngoài chuyện cắt da ra tìm được cái điểm da để mà biết mà mình thừa bao nhiêu rồi thì cái cuối cùng là mình phải tạo cái độ dính của cái mi mắt vào trong cái màng xương góc mắt á để mấy em làm cái treo cái mí. Thì còn một cái phương pháp thứ hai là làm như cô này cũng được, tức là mình cắt một cái phần sụn này nè mình treo lên cũng được, tức là sau khi cắt bớt cái phần đoạn cuối này nè em cắt á là nó có nhiều cách lắm, dù Mỹ á thì nó tách cái đoạn cuối cái sụn này nè đó, nó tách ra làm đôi, nó chẻ làm đôi, nó chẻ ra bớt cái gọt bớt cái phần đó ra, xong rồi nó mới khâu cái đoạn sụn nó lại vô trong cái tức là nó tạo cái mới mấy em, nó treo bằng cách nó tạo cái mới, tức là nó lấy cái đoạn sụn này ra nó cắt ngắn lại như cô này nói, tức là cắt cái đoạn sụn này ra thay gì cắt gì đó thì ở bên tụi nước ngoài tụi Mỹ á là nó cắt gọt cái này đi thôi, cắt gọt cái sụn này đi thôi, nó ngắn bớt cái đoạn sụn đi cho nó khâu vô ở trong cái khe trên đó, là thay vì nó khâu như màng xương như mình á thì là nó khâu cái sụn vô trong cái khe bên trên, tức là nó tạo một khe mới với cái sụn này bị cắt đi, thì là một cách để nó treo cái mi cho nó ngắn lại. Thì cách đó là làm chọn lựa cái đó cũng được, chọn lựa cái đó cũng được, tức là tạo một cái khe mi mới thì cái chỗ này bắt nhanh nó sẽ tự động nó treo lên luôn, cách đó là cũng được, nó cũng tương đối đơn giản, ngồi đơn kia đơn giản hơn chút như không chỉ rồi. Thì đó là cái của cái thường bên dưới, các em không mất gì không? Đủ sức để tự tin là làm bên dưới không? Hơi khó. Nói vậy thật ra không khó lắm đâu, tại vì các em sợ là cái gì, em sợ ngày hôm sau bị xảy miếng không? Thực tế trong cái mi trên đó thì mấy em đỡ sợ hơn, cắt cho mình không nghĩ là nó sẽ giật mi trên lên, không ai nghĩ trên đó. Bản thân mấy em này rất là mạnh dạn trong chuyện mổ mi trên, bởi vì không có chưa từng bao giờ thấy là người nào mà mổ mi đôi mà bị giật cái mi trên hết trơn, chỉ trừ khi nào họ bị sẹo thôi. Nhưng mà mi dưới này á thì các em chắc là cũng đã có thể nhìn thấy ai đó làm bị sẹo mi dưới rồi, thấy chưa? Bởi vì cho nên đó là cái cách cắt này nè, đó là cái cách cắt này nè, cắm bấm lên cái phục cái bạc luôn rồi xong thiếu da.